Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Ở cuối tập trước, trên hành trình khám phá tinh không, Diệp Phàm đặt chân đến một cổ tinh tràn đầy linh khí. Tại đây, anh bất ngờ gặp lại Vương Tử Văn, người bạn đã mất tích nhiều năm. Giữa khung cảnh hùng vĩ và huyền bí, Diệp Phàm không chỉ đối mặt với những bí ẩn về cổ tinh mà còn phải giúp Vương Tử Văn vượt qua tai họa đang đe dọa gia tộc anh. Cuộc hội ngộ định mệnh này sẽ mở ra những thử thách mới và hé lộ những bí mật động trời. Chuyển sang tập 468 của Già Thiên. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Năm đó bọn họ bị buộc vào cấm địa thái cổ hái thuốc, vì sinh tồn mà tự chạy trốn, không còn gặp lại nữa. Cùng đi tới từ một bờ tinh không, do Cửu Long kéo quang, tiến vào trong vũ trụ mờ mịt, đều tự đi trên con đường bất đồng, từ biệt mấy chục tới gần mấy trăm năm. Đã qua cả một đời người phàm, mãi tới hôm nay mới gặp lại nhau. Hai người cảm khái vô hạn, năm đó hào hoa phong nhã, hăng hái như vậy, chưa từng tiến vào trong tinh không, mở ra một cuộc đời mới như vậy. Ta nhớ rõ công thiên yêu đồ thánh quyết của ngươi đang phát triển mạnh, đúng lúc ra tay mạnh mẽ, nhân sĩ tinh anh lại trở thành dân cư mất tích như vậy. Diệp Phàm trêu chọc. Vương Tử Văn cười khổ, rồi sau đó lại buồn bã. Ở một đầu khác của tinh không, bạn bè cùng lứa chắc đã trở về với đất rồi. Ai có thể ngờ được bọn họ lại tiến vào trong vòng trời, tiếp xúc với văn minh thần ma chứ. Gặp gỡ như vậy có lẽ sẽ khiến rất nhiều người cố thổ hâm mộ, nhưng chân chính đi tới bước này, nỗi lòng bọn họ cũng có mấy người lý giải được. Trường sinh mờ ảo, tiên lộ vô tình, khi năm tháng mất đi rồi, đó là một loại tâm tình, có thể nào quên quá khứ. Những thứ đó để lại cho bọn họ rất nhiều hoài niệm. Cố nhân, chuyện xưa, từng chuyện lần lượt hiện ra. Tới ngày nay, phát hiện ra sâu trong trí nhớ đều là cảnh bên bờ một tinh không khác chứ không phải là thịnh cảnh bên bờ này. Vương Tử Văn là một thành viên tích cực hồi còn đại học, sau khi tốt nghiệp dốc sức phát triển việc buôn bán của mình một phen, đối nhân xử thế khéo léo, nhưng lúc này nói chuyện lại hơi rung lên, kích động phi thường. Cô độc phiêu bạc ở nơi tha hương, một mình hắn trên viên cổ tinh này, không có cố nhân, không có người quen biết, từng có những năm tháng rất cực khổ. Sao trời lấp lánh, trăng sáng đã lên cao. Bọn họ đi vào hậu hoa viên, mang một cái bàn ra, ngắm trăng uống rượu, tán gẫu về những năm tháng đã qua. Ánh trăng mông lung. Cả khu lâm viên này có xây núi giả, cầu nhỏ đá trắng, suối nhỏ róc rách, chép vàng vẫy đuôi, trồng không ít cây cỏ, mùi hương thơm ngát theo gió bay tới. Kiến trúc to như vậy đều thuộc về Vương Tử Văn. Cả cự thành này do một tay hắn sáng tạo ra, năm đó đổ máu tươi, trải qua đại chiến sinh tử, cuối cùng đứng vững trên vùng cổ địa sinh mệnh này. Bắt đầu đối với ta mà nói chỉ là một trạm dừng chân. Nó mênh mông như vậy, là nơi đại đế cổ lúc tuổi già dừng chân nhưng ta lại không thể nhìn lại. Vương Tử Văn hơi cảm thán. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa ra khỏi Yên Quốc, chỉ ở Bồng Lai tiên cảnh rồi sau đó bị mấy đại thánh địa buộc vào cấm địa thái cổ hái thuốc, từ đó rời đi, rốt cục không thể trở về nữa. Tiên cung mờ ảo, ta hoài nghi không phải là tiên địa mà do một vị đại đế cổ lưu lại. Chỉ có ngày nay trở thành thánh nhân mới có thể cảm nhận rõ sự bất phàm trong đó. Diệp Phàm lắng nghe, cũng không phát biểu ý kiến về việc này. Hắn cảm thấy thật đáng tiếc là chưa đi vào, vô duyên với nơi đó. Lại nói tiếp, ta... Chu Nghị, Lâm Giai, Trương Tử Lăng ở tiên cung không có gì khúc mắc với nhau, gặp nhiều may mắn, trở ra cũng chưa từng gặp chút nguy hiểm. Ta từng lấy được một cái tử kim hồ lô, bên trong có ít đan dược vụn. Có thể đi tới bước này hoàn toàn đều dựa vào nó cả. Vương Tử Văn cũng không giấu giếm gì, kể chuyện quá khứ có vài phần chân thành tha thiết. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù quá khứ có chút khúc mắc cũng đã bị xóa nhòa trong năm tháng rồi. Hắn đi trong tiên cung hồi lâu, phát hiện ra một tế đàn, bên trên là một cái tử kim hồ lô, lấy được thấy trên đài có ghi chút cổ tự chú thích là cửu chuyển tiên đan chế tạo thất bại. Trong hồ lô có ít đan dược vỡ, trong khoảnh khắc mở ra liền khiến hắn có cảm giác như vũ hóa phi thăng, lỗ chân lông toàn thân mở hết ra. Vương Tử Văn vào thời điểm kia vẫn là một tiểu tu sĩ nhưng cũng biết khẳng định đây là một đại dược, phần nữa là giá trị vô lượng. Sau đó còn tìm kiếm xem tiên cung có thần vật hiếm có nào không. Ta không chú ý, lại bước vào một đồ án phức tạp. Đó là một tế đàn, thế rồi không hay biết bị đưa tới vùng tinh không này.
Vương Tử Văn lắc đầu. Về phần những người khác thì hắn nghĩ nếu không xuất hiện thì hơn phân nửa cũng gặp chuyện thế này, có thể không hay biết mà bước lên đường thông ra thiên ngoại. Lúc trước khi ta tiến vào tiên cung thì ở cùng với Chu Nghị, sau đó chia ra tiến vào những cung lớn khác nhau, nhớ rõ thời khắc ta rời đi còn thấy hắn ở bên trong một bát quái đồ khổng lồ trong một cung điện thật lớn, bao la hùng vĩ phi thường. Diệp Phàm nghe vậy kinh ngạc, lẩm bẩm, Chu Nghị, Chu Dịch, bát quái đồ, thật đúng là ứng ngôn rồi. Năm đó không mạo hiểm chiến đấu cũng không có gì khúc chiết, chỉ là bước lên đài trận quỷ dị liền bị truyền vào trong tinh vực. Mọi người có gặp gỡ bất đồng, từng bước đi tới, vật đổi sao dời. Thời gian mất đi, cách nhau trời đất mênh mông, có cuộc sống bất đồng. Thật sự không ngờ tới ngươi cũng trở thành vương của thánh nhân tới nơi rồi. Ta nghĩ bằng vào mảnh vỡ của cửu chuyển tiên đan, tiến cảnh của ta đã nghịch thiên lắm rồi cơ. Vương Tử Văn nói. Diệp Phàm cũng không che giấu trước mặt cố nhân, chỉ nói giảm đi nguy cơ mà thôi. Bằng không thì loại khí tức do huyết chiến nhiều năm như vậy đúng là quá khiếp người. Cố nhân ngày xưa ngoại trừ ngươi, Trương Tử Lăng, Lâm Giai, Chu Nghị, những người khác ở đâu, sinh tử thể nào ta đều biết. Diệp Phàm kể không ít chuyện xưa, nhắc tới Bàn Bác, Trương Văn Xương, Lý Tiểu Mạn. Vương Tử Văn lại cảm khái một hồi. Xa nhau nhiều năm như vậy, lại có rất nhiều người chết đi, không bao giờ có thể gặp lại nữa. Diệp Phàm nói, Lâm Giai bị Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh, Vương Diễm đuổi giết, cuối cùng tránh được một kiếp như mãi vẫn không xuất hiện. Ta hoài nghi nàng cũng không ở Bắc Đẩu nữa, nếu không đã gặp lại ta. Có lẽ một ngày kia ngươi sẽ nhìn thấy Trương Tử Lăng, Chu Nghị, Lâm Giai. Thật không biết bây giờ bọn họ ra sao. Vương Tử Văn nói. Hắn cảm thấy rất khó tin khi Diệp Phàm có thể đi lên thiên vực, vào sâu trong vũ trụ. Tinh không thật sự quá mênh mông, bọn họ có thể gặp lại đã là một kỳ tích rồi. Ngươi đã quay về địa cầu rồi. Vương Tử Văn nghe Diệp Phàm nói xong liền kinh ngạc đứng lên, lồng ngực phập phồng chấn động. Diệp Phàm gật gật đầu nói, đúng vậy, bừng tỉnh một giấc mộng, chỉ có tiếc nuối và thương cảm. Ngươi đã từng tìm người nhà ta không? Bọn họ ra sao? Vương Tử Văn kích động hỏi, bức thiết nhìn hắn. Có gặp. Lúc ấy may mà cha mẹ ngươi còn, ta để lại vài thứ. Nhưng nhân lực cuối cùng cũng không thể nghịch thiên, chắc ngày này đã qua tuổi già rồi. Hai mắt Vương Tử Văn mơ hồ. Một giấc mộng cả trăm năm, quay đầu lại còn có gì đâu. Hắn nghẹn ngào, xoay người nhìn lên tinh không, yên lặng rơi lệ. Đúng là thời gian rất lâu rồi. Con gái hắn tiến lên lau nước mắt cho hắn, mài một lúc lâu sau hắn mới bình tĩnh trở lại. Ngươi có muốn trở về không? Diệp Phàm nói. Muốn nhưng ở đây cùng có những thứ ta không dứt bỏ được. Ta đã mất đi rất nhiều, không thể mất đi một lần nữa. Hắn nhìn về phía hai con, trong mắt tràn ngập vẻ hiền từ, nói, bọn họ sinh ra ở đây, không thích hợp với cuộc sống trên địa cầu. Ta là một đứa con bất hiếu, có thể sẽ trở về. Rất lâu sau hai người mới nói tới chuyện khác, tình cảm của Vương Tử Văn mới bình tĩnh trở lại. Diệp Phàm biết nơi này sinh mệnh rất phồn thịnh, lại có ba đại thánh tọa trấn. Nên biết nó cũng không phải rất bao la mà diện tích hữu hạn thôi. Mà nơi này cũng không phải thí luyện trường của tinh không cổ lộ, quá khứ không có người dị thường tới, chỉ vì cửa ải thứ 30 của nhân tộc bị đánh phá mới mượn tạm nơi này thôi. Thúc thúc, ta mời người. Vương Hy Thanh Xuân tịnh lệ, hết sức hoạt bát, giống như chim sơn ca bay tới bay lui. So sánh mà nói thì Vương Thần ổn trọng và già dặn hơn. Là người cùng thế hệ, Vương Tử Văn có hai con lớn như vậy khiến Diệp Phàm cảm khái, sau đó tất nhiên cũng bị trêu ghẹo, thân là thúc thúc không thể không tặng lễ vật. Hắn cho Vương Thần một thanh kiếm hào quang bừng bừng. Ngày nay hắn có thể dùng tay không đánh tan thánh khí, những vật lưu lại tất nhiên đều phi phàm. Đây là Diêu Quang Thánh Kiếm hắn đoạt được khi đại chiến với đạo thân của Diêu Quang, sau đó đánh gục Thiên Hoàng Tử, có một loại thần tính bất hủ. Về lễ vật cho Vương Hy tất nhiên cũng là thánh khí hiếm có, không hề phân biệt. Hai huynh muội tất nhiên vui mừng kinh ngạc, cảm tạ liên tục, yêu thích thánh khí không nỡ buông tay, thật cẩn thận xem xét. Đây là thánh khí có thể trường tồn bất hủ. Vương Tử Văn động dung, cảm thấy những thứ này rất quý trọng. Diệp Phàm lắc đầu. Dọc đường đi hắn còn đánh nát nhiều cổ binh quý báu hơn, chuyển đề tài hỏi, ngươi gặp tai họa gì?
tất cả đều là nó mà ra. Vương Tử Văn lấy ra một cái tử kim hồ lô cao tới một thước, lấp lánh ánh sáng, trông rất bắt mắt. Nhiều năm qua đi như vậy, hắn có thể đi tới bước này thì đều là nhờ vào đan dược vỡ bên trong hồ lô. Đây là một loại thần dược. Theo Diệp Phàm thấy thì trên đời khó có cửu chuyển tiên đan, nhưng đan dược trong hồ lô này dám đặt tên như vậy thì đã thể hiện ra sự bất phàm của nó. Tuy nó được ghi chú ra là sản phẩm thất bại nhưng cũng tuyệt đối kinh thế. Vương Tử Văn rất yêu thương hai con. Khi bọn họ còn nhỏ đã dùng đan dược này xây dựng cơ sở, thế nên ngày nay đều có thực lực kinh người, vượt xa xa người bình thường cùng lứa, tương lai tất có thể thành thánh. Cũng chính bởi vậy mới khiến bên ngoài khát khao, nhiều thế lực đều tìm hiểu, rốt cục hiểu rõ sự tồn tại của tử kim hồ lô, đều nhằm vào bọn họ. Vương Tử Văn nói, mấy năm nay đã hết mảnh đan dược vỡ rồi, chỉ còn lại hồ lô này. Bản thân nó cũng là một kiện chí bảo, có thể thu nuốt non sông vạn dặm, trấn áp thánh nhân. Nếu không phải là tổ phụ bế quan xảy ra vấn đề thì bọn họ sao dám tới ức hiếp chứ? Đúng là một đám người ti tiện. Vương Hy tức giận trừng hai mắt nói. Đôi mày Vương Tử Văn nhíu lại, trong lòng âm thầm đau buồn, thấy Diệp Phàm nhìn lại liền lộ vẻ xấu hổ. Nhạc phụ ta rất cường địa, chỉ kém một bước là thành đại thánh, nhưng bởi nóng lòng cầu thành, luyện công xảy ra vấn đề nên lúc này không thể động vũ lực, thế nên một số đại địch mới thừa dịp này làm khó dễ. Hắn trịnh trọng giải thích chuyện này. Bản thân hắn dựa vào chính mình mà bước tới hôm nay, cũng không phải là nhờ vả ai, khiến Diệp Phàm cười ha hả. Đúng lúc này thì một nữ nhân xinh đẹp tiến vào trong sân, ung dung cao quý nhưng lại mang theo vẻ lo lắng. Vương Tử Văn giới thiệu đây là thê tử của hắn, chính là một viên minh châu trên viên sinh mệnh cổ tinh này. Quá khứ Vương Tử Văn biểu hiện thực kinh diễm, không ngừng phá quan, có thể xưng là tiềm lực vô hạn, vì vậy mới lọt được vào pháp nhãn của Lâm Hàn Thánh Vương, đồng ý cho kết hôn với con gái hắn. Lâm Hàn là một tồn tại tuyệt đỉnh trong vương của thánh nhân, mấy trăm năm trước đã bước hơn phân nửa bước nữa, chỉ còn kém một đường là thành đại thánh, là một trong những chí tôn tương lai tại cổ tinh này. Phụ thân luyện công đi vào đường rẽ, hiện tại chẳng những không chuyển biến tốt đẹp mà lại có dấu hiệu xấu đi. Mắt Lâm Linh hơi hơi ngân ngấn nước. Các loại tai họa ập tới cửa, không chỉ có người mơ ước mảnh vỡ thần đan của bọn họ mà đại địch tuyệt thế cũng thừa dịp này muốn diệt trừ toàn tộc, hoàn toàn diệt sát bọn họ. Loạn trong giặc ngoài, hiện tại bằng vào chiến lực thánh giai của Vương Tử Văn căn bản không thể chống đỡ nổi. Mặc dù hắn cũng rất cường đại nhưng không thể là đối thủ của nhiều người như vậy. Những kẻ tới xâm phạm có những thánh vương lâu đời. Nếu không được thì chúng ta liền cùng Diệp Phàm rời đi, bước trên tinh không. Vương Tử Văn nói, cũng nhìn về phía thê tử và hai con mình. Nếu có lựa chọn thì không ai muốn xa xứ. Chính là bị bức bách tới bước này, không đi thì có thể sẽ bị huyết tẩy toàn gia, đánh chết toàn bộ, hoàn toàn diệt tộc. Nam Hải Long Vương mặc dù nguyện trợ giúp nhưng cũng có mối lo riêng, e là sẽ xuất hiện mấy vương của thánh nhân không thể chiến thắng. Vương Thần nói, Diệp Phàm an ủi bọn họ, nói không cần sầu lo quá. Sau nửa đêm, nơi nơi đều yên tĩnh, Diệp Phàm hàn huyên với Vương Tử Văn xong liền nhìn tinh không xa xa. Kể lại đủ loại chuyện đã trải qua. Tha hương gặp lại người quen khiến người ta cũng cảm thấy rất thân thiết. Vương Hy liền tục ngáp, cũng không chịu rời đi, ngồi nghe bọn họ nói đủ chuyện kỳ quái. Bản thân Vương Thần cũng rất xuất thần, chăm chú lắng nghe. Ầm ầm ầm. Đột nhiên phía chân trời truyền tới tiếng động như sóng thần. Một đám mang kỵ vọt tới, bước qua bầu trời, làm tan nát không trung, thiết y lóe sáng lạnh lẽo, tọa kỵ khí thế ập trời, đại kỳ phần phật, binh khí khiếp người chỉ đến. Vương Tử Văn ở đâu? Một nam nhân trung niên tiến lên quát lớn. Đến rồi, không thể tưởng được người Hà gia là không kiềm chế được, muốn huyết tẩy chúng ta. Lâm Linh nói, đứng dậy, bảo vệ hai con ở phía sau, cảm xúc có hơi kích động, vô cùng lo lắng. Đi lên xem. Vương Tử Văn phóng vọt lên. Lâm Linh cùng hai con cùng rất nhiều cao thủ trong phủ đều bay lên bầu trời đêm. Vương Thúc, đêm khuya quấy rầy, có điều mạo muội, xin thứ lỗi cho. Một người thanh niên đi ra, trông khá tuấn mỹ, chắp tay thi lễ nói, ta nghe nói Vương Thúc gặp nạn nên cố ý chạy tới tương trợ. Hà gia thực vô sĩ, rắp tâm hại người, động thủ đầu tiên với chúng ta lại còn giả mù sa mưa.
Vương Hy ngây thơ thiếu kiên nhẫn nhất, lập tức sầm mặt nói: "Hy muội muội, lời này sai rồi. Chúng ta có ý tốt tới tương trợ, sao ngươi lại nói vậy?" Người thanh niên tuấn mỹ này tên là Hà Thanh Dương thản nhiên nói, đột nhiên trịnh trọng hướng về phía Vương Tử Văn thi lễ nói: "Hà gia chúng ta nguyện kết minh với Vương thúc." "Thế là sao?" Vương Tử Văn đã trải qua đủ sóng to gió lớn, tất nhiên cũng không sợ hãi. Mặc dù có họa diệt tộc thì hắn cũng vẫn phải bình tĩnh. "Hôm nay chúng ta tới chơi lúc đêm khuya là muốn cầu hôn. Ta nguyện ý cưới Hy muội làm vợ, sau này hai nhà tuy hai mà một, cùng tiến cùng lui." Hà Thanh Dương nói. Vương Hy lập tức nhướng mày, nắm chặt bàn tay, phi thường tức giận. Vương Tử Văn trầm mặt. Hắn biết rõ đối phương muốn diệt trừ bọn họ nhưng không ngờ lại vô sĩ như vậy, còn muốn dùng biện pháp dung hợp để nuốt trọn Vương gia và Lâm tộc, đến cả xương cốt cũng không để lại. "Vương thúc không muốn sao?" Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Hà Thanh Dương có thêm vài tia lạnh lẽo. Vương Tử Văn tất nhiên không sợ hắn. Nhưng Hà gia cũng là một quái vật lớn, nghe đồn còn mời được mấy cổ thú và lão yêu từ thời Hồng Hoang tới, cường đại tuyệt thế. Nếu không đồng ý thì hôm nay sang bằng Vương gia và Lâm tộc. Một gã trung niên lạnh như băng nói. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này từ xa truyền tới tiếng ù ù vang. Mấy con cổ thủ và vài tên dị tộc vọt tới, xẹt ngang qua bầu trời, chính là Long Mã, Cửu Vĩ Ngạc Long và 12 thánh. Bọn họ vẫn chưa theo Diệp Phàm vào phủ. "Các ngươi là ai?" Hà Thanh Dương kinh hãi quát. Mấy vị đối diện dường như đều là cao thủ thánh giai. Diệp Phàm đứng xa xa nói với Long Mã, giọng điệu lạnh lẽo, "Giết sạch bọn chúng cho ta." Gờ rao. Một đám cổ thú vọt tới, hô to gọi nhỏ, gót sắt đi tới đâu liền khiến trời cao rung chuyển, thánh uy tràn ngập, chấn nhiếp lòng người. Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long lại càng hung hăng hơn, xứng với cái tên ác thú, gầm rít dài, trước sau hóa thành một dòng thác sắt thép nghiền áp về phía trước. Mỗi người bọn họ đều hưng phấn vô cùng, hồn nhiên chưa coi đây là một trận đại chiến mà là một hồi săn giết, người hô ngựa hí, mắt lộ hung quang, ai nấy đều anh dùng tiến lên. "Đừng tranh, hắn là của ta. Ta lâu lắm còn chưa được uống thánh huyết, ai cũng không nên giành với ta, bằng không ta cũng không nể mặt đâu." Một con hoàng kim sư tử toàn thân rực rỡ, giống như dùng thần kim luyện thành, hùng võ uy mãnh, lập tức đánh về phía một vị cổ thánh của Hà gia, tranh đoạt với vài thánh giả bên cạnh. Mọi người đều há hốc mồm. Không chỉ nói nhóm người Hà gia, chính bản thân người của Vương Tử Văn cũng trợn mắt ra mà nhìn. Đây là cường giả thánh giai hàng thật giá thật, vậy mà lại bị xông tới giết, đúng là giống như thiên binh đột nhiên giáng trần vậy. Vương thần cứng họng, sau đó kích động vô cùng. Đàn cổ thú và dị tộc này hắn đã từng gặp ở Nam Hải, không ngờ lại cường đại như vậy, dường như đều đã thành thánh rồi. Vương Hy lúc đầu khẩn trương, trong lòng rất bi phẫn nhưng giờ lại há to cái miệng nhỏ nhắn. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng cảm thấy như không phải thực. Vị thúc thúc này đúng là kinh người, mang theo một đám thánh thú mà tới. Trời ạ, thật là tốt quá. Có một đám cường giả như vậy cứu viện thì còn sợ Hà gia làm chi? Giết hết bọn họ đi. Bọn họ mang thánh vương tới đây cũng phải đánh cho mặt mũi bầm dập hết. Cao thủ Vương gia và Lâm tộc đều phấn chấn, tất cả đều kích động vô cùng, sao tay muốn xông lên tham chiến. Các ngươi không nên vọng động. Diệp Phàm ngăn cản bọn họ. Bởi vì hắn biết rõ sự điên cuồng của 12 thánh thú, một khi đại chiến thì nói không chừng sẽ vô pháp vô thiên ngộ thương những người này, vừa gầm thét là phải ăn tươi nuốt sống đối phương. Diệp Phàm, đây là... Vương Tử Văn ngẩn ra, lúc này rất nhanh có thêm hy vọng. Vị bạn cũ này lại mang tới một đám thánh giả như vậy, quả thực là uy áp cả trời cao. Người khác có lẽ không nhận ra, nghĩ nhất định đều là thánh giả nhưng hắn lại thấy rõ ràng 12 vị thánh giả này đều có chiến lực tuyệt đỉnh, ai nấy cũng phi phàm, đều có thể đánh vượt cấp, lấy yếu chống mạnh. Diệp Phàm tung hoành trong tinh không nhiều năm như vậy, có thể được hắn chấp nhận thì cổ thú vào thánh nhân dị tộc sao có thể là kẻ phàm được, đều được tuyển chọn tinh tế, chiến đấu qua vô số trận mới được lưu lại. Rao. Hoàng Kim Sư Tử phát uy, huyết khí ngập trời. Nó giống như một con thần thú màu vàng lao tới chém giết, xé xác một vị cổ thánh tại chỗ, thánh huyết văng tung tóe. Đây tuyệt đối là một đầu hung thú cường đại vô cùng,
ngay cả Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long chiến đấu với nó cũng phải cố hết sức, năm đó phải mất nhiều khí lực mới trấn áp nổi. Móng vuốt hoàng kim của nó có thể xé nát thánh khí, lại có bí thuật khí nuốt thiên địa, ngoạm một phát là đã nuốt sạch mấy chục kiện pháp bảo của thánh nhân kia. Đối kháng với nó thì đúng là thuần túy tự ngược đãi. Vị cổ thánh của Hà Gia bị nó xé một cánh tay tại chỗ, xoay người bỏ chạy. Nhưng Hoàng Kim Sư Tử làm sao bỏ qua được. Sau khi học được thuật tinh lọc thần huyết từ đại ca Long Mã xong, nó càng muốn phải nuốt nhiều máu huyết. Gờ rao. Lại một tiếng rống to vang lên. Nó cào một cái liền khiến cổ thuẫn của thánh nhân tan nát. Hắn thi triển một loại bí thuật ngăn cản nhưng tất cả đều vô dụng, khó có thể thay đổi điều gì. Hoàng Kim Sư Tử quá cường đại, không gì so sánh nổi, giống như một vầng thái dương, nở rộ ánh sáng chói mắt. Phục! Một vuốt của nó đánh ra liền xé rách miếng hộ tâm của cổ thánh này, đánh cho hắn thành hai nửa, máu tươi phun cao, tuy nhiên cuối cùng cũng đều chui vào miệng nó cả. Giờ khắc này chư hùng đều hít sâu một hơi, lạnh từ đầu tới chân. Con này cũng quá hung ác rồi, mới đại chiến một lát mà đã xong một trận rồi. Mọi người đều cảm thấy cổ thánh chết như vậy rất không đáng, bị một đầu hung thú xé xác, trở thành thức ăn, đúng là quá thảm thiết. Mấy thánh giả bên cạnh Hoàng Kim Sư Tử bất mãn, không cướp được máu tươi, nhằm về chỗ khác tấn công, không tranh đoạt với nó. Dù sao thì đầu sư tử này cũng không dễ chọc, đã đạt tới thánh thú tầng 9. Ở đâu ra đám hung thú với dị tộc này? Đây là tổ hợp thế nào vậy? Người của Hà Gia như muốn phát điên, không thể nào ngờ lại có một lực lượng mới xuất hiện chém giết bọn họ. Bọn họ mang tới rất nhiều nhân thủ, không ít người chưa thành thánh, chỉ muốn cướp sạch lâm tộc mà thôi, lúc này lại giống như hoa màu bị người ta thu hoạch, ngã xuống chồng chất. Những hung thú kia há mồm cắn xé, hung thiên ám địa, trong nháy mắt đã ăn sạch. Đây là một cảnh tượng máu chảy đầm đìa. Mọi người của Hà Gia căn bản không thể đối kháng, tay chân cụt, máu tươi như mưa, khiến bầu trời cũng bị nhuốm đỏ. Phục! Mỗi luồng sáng đỏ thẫm hiện ra lại giống như một cây mâu nhọn xuyên qua thiên địa, đánh thủng xương trán một vị thánh nhân của Hà Gia. Thiên Hạc trong 12 thánh ra tay, tàn nhẫn tuyệt luân, một kích là mất mạng. Hắn tới từ Thiên Hạc tộc, thực lực cường đại. Vừa nhìn thì không khác mấy so với nhân tộc nhưng sau lưng lại có một cái đuôi bọ cạp đỏ như máu, lực công kích rất mạnh, có thể đâm thủng thánh khí. Những người khác giận dữ nói, Thiên Hạc ngươi cướp chiến quả của chúng ta. Hắn bị chúng ta vây khốn, khẳng định không chạy được rồi ngươi lại đột nhiên đoạt đi mồi ngon của chúng ta. Đuôi Thiên Hạc đỏ thẫm đâm vào đầu người này, lập tức hút đi tinh khí thần của hắn. Toàn thân Thiên Hạc phát sáng, mái tóc đỏ như máu bay múa, con ngươi sắc bén như điện. Mọi người Hà Gia kêu to. Hai thánh nhân lại bị giết nhanh như vậy. Bộ tộc của bọn họ cực kỳ cường đại. Trong tộc có hai vị vương của thánh nhân, có ba vị thánh nhân. Lúc này lập tức chết mất hai người, khiến lòng đau như nhỏ máu, cảm giác toàn thân lạnh như băng. Thật tốt quá. Quá cường đại, quá hung tàn. Vương Hy nắm chặt bàn tay vung vung, vô cùng kích động, đồng thời cảm thấy rất tanh máu. Sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Vương gia, lâm tộc đều đồng ý với lời nói của hắn. Nhất là một câu nói cuối cùng, thật sự là hung tàn. Đàn cổ thú và dị tộc này ai nấy đều kinh thiên, cảnh giới thấp nhất cũng là thánh nhân tầng 7. Đây là khái niệm gì vậy? 12 cường giả cấp độ này thật sự khiến người ta rung động. Thật sự quá mạnh. Lâm Linh cũng không thể bình tĩnh nổi. Tuy chưa thét liên tục chói tai như con gái nhưng cũng khó nén nổi vẻ kích động, nhìn về phía Diệp Phàm. Vị cố nhân của trượng phu này rốt cục có lai lịch thế nào? Lại có thể dẫn dắt một đám thánh giả nghịch thiên như vậy. Bộ tộc Hà Gia có 5 đại đầu sỏ, lần này đến có một vị vương của thánh nhân và 2 vị thánh nhân, ngày này đã chết 2 người, làm cho sắc mặt bọn họ trắng bệch. Tuy nhiên còn một cổ chiến lực không kém. Bọn họ có thể mời 4 lão yêu thời hồng hoang trong núi lớn ra, đều là bậc thánh giả đã tu luyện mấy ngàn năm rồi. Đáng tiếc là mấy lão yêu này không chịu nghênh chiến, nhìn thấy 12 thánh hung tàn như vậy liền mắng cả 8 đời tổ tông Hà Gia, xoay người bỏ chạy. Đây rõ là phản bội là Hà Gia sao? Chưa thấy ai xa cơ thất thế như vậy. Lại có kẻ tùy tiện hô lên là triệu hoán được 12 thánh giả, hung tàn kinh người như thế này. Chạy đi đâu?
Nếu đã đến đây thì đều lưu lại cho ta đi. Long Mã làm thủ lĩnh của 12 thánh, đầu tàu gương mẫu, lập tức đứng dậy vận chuyển bí quyết chữ hành, hai chân sau chấm đất, hóa thành một luồng điện vọt tới, chặn đứng con đường phía trước. Bốn lão yêu khẩn trương, chưa từng thấy con ngựa nào hung tàn như vậy. Con ngựa này lại còn đứng thẳng như người mà chạy chứ, đúng là quá khủng. Bọn họ muốn vượt qua hư không nhưng căn bản không làm được. Phía sau có một đám gầm thét lao theo, hoàn toàn vây lại, giam cầm vòng trời. Vương Thúc, ngươi muốn làm gì? Dù không đồng ý quan hệ thông gia thì cũng có thể nói rõ, chúng ta rút lui không được sao? Hà Thanh Dương lên tiếng, sắc mặt trắng như tuyết. Hắn là nhân vật dòng chính của thế hệ này, sớm đã trảm đạo nhiều năm, nếu vô tình thì tương lai có thể trở thành con cháu trung tâm của Hà gia, lại thêm tướng mạo tuấn mỹ phi phàm, rất được lão tổ vương của thánh nhân yêu thích. Vương Thần đáp, vô sĩ. Thấy tổ phụ nhà ta có chuyện, Hà gia các ngươi là người thứ nhất nhảy ra, âm thầm thương lượng muốn tắm máu tộc ta, đưa tới cổ yêu trong núi lớn Hồng Hoang, giờ còn muốn nói những lời này à? Vương Hy sớm đã tức giận rồi. Hà gia rõ ràng là vì mảnh nhỏ của cửu chuyển tiên đan mà tới, muốn diệt trừ tộc của bọn họ, không ngờ còn nói cái quan hệ thông gia gì đó, muốn ăn bọn họ không nhả xương. Vương Thúc, nếu thả chúng ta đi thì tất cả đều cho qua, Hà gia tuyệt đối sẽ không trả thù. Bất kể là Lâm Hàn Vương của thánh nhân có qua được cửa này hay không thì chúng ta cũng sẽ giữ lời. Hà Thanh Dương nói. Hắn vô cùng khiếp sợ. Mấy hung thú này quá khủng bố, dù tránh sau lưng Huyền Tổ thì toàn thân hắn cùng lạnh như băng. Hắn phát hiện ra Huyền Tổ đang giằng co với Hoàng Kim Sư Tử, Cửu Vĩ Ngạc Long, Thiên Hạc, không dám ra tay trước, lập tức biến dù Huyền Tổ đạt tới vương của thánh nhân cùng không khẳng định chiến thắng dễ dàng được. Vương Tử Văn thầm thở phào, trong lòng vô cùng thống khoái. Gần đây tình thế nguy hiểm, bị một số kẻ đấu đầu trấn áp khinh khi, không thể tưởng tượng được Diệp Phàm vừa xuất hiện liền dẫn theo một đám thánh giả cường đại, khiến hắn cảm thấy như nằm mơ, sau khi bình tĩnh lại thì lại phấn chấn và kích động. Vương Tử Văn, ngươi muốn thế nào? Định không chịu buông tay sao? Người trung niên cầm đầu Hà gia kia trầm giọng nói. Hắn là một vị vương của thánh nhân. Vương Tử Văn biết rõ vương của thánh nhân cao cao tại thượng, thánh nhân không đối địch nổi. Diệp Phàm lắc đầu, ý bảo hắn không có sao, có thể giết sạch. Vương Tử Văn lập tức chấn động nói, Hà Không tiền bối. Ngươi không phải vừa rồi nói nếu không lấy con gái ta thì sẽ sang bằng vương gia và lâm tộc sao? Các ngươi vốn đã muốn tắm máu tộc ta, còn hỏi ta muốn làm gì, không thấy buồn cười à? Lâm Linh cũng gật đầu, trong lòng thống hận. Đối phương lợi dụng lúc người ta khó khăn mà tới, muốn diệt cả tộc bọn họ, lấy đi mảnh nhỏ tiên đan, vì ích lợi mà tán tận lương tâm, ác nghiệp vô tình. Tốt, một khi đã vậy thì xem ai cuối cùng mới bị diệt tộc. Hà Khôn ác độc nói. Hiện tại chỉ còn có thể chiến đấu sinh tử, nói lời khác căn bản là vô dụng. À, đúng lúc này từ bốn lão yêu ở cách đó không xa đã kêu lên thảm thiết. Long Mã cầm đầu đám hung thú đánh gục bọn họ, nuốt sống vào trong bụng. Đồng thời vào lúc này, Cửu Vĩ Ngạc Long, Hoàng Kim Sư Tử, Thiên Hạc bắt đầu làm khó dễ vương của thánh nhân Hà Khôn, triển khai công kích sắc bén. Bọn họ có thể đánh với vương của thánh nhân sao? Vương Tử Văn hỏi lại. Tuy rằng Hà Không cũng chỉ là vương của thánh nhân ở bậc thấp nhưng tuyệt đối có thể đứng trên thánh nhân. Yên tâm đi, bọn họ không tầm thường đâu. Diệp Phàm nói. Bằng không thì hắn cũng không mang đám này theo bên người làm gì. Sư Tử, Hạc Tử, Ngạc Ngư, các ngươi đừng có ăn một mình. Đây là vương của thánh nhân đó, để lại cho ta một cánh tay đi. Ta muốn một cái đùi. Đầu cho ta nhé. Một đám hung thú đứng bên hô to gọi nhỏ, cắn nuốt bốn vị cổ yêu xong liền vọt về phía này. Mặc dù Long Mã là thủ lĩnh cũng trấn áp không nổi. Đối mặt với máu tươi mê người, đám thánh giả này tỏa ánh mắt đáng sợ, sắc bén như điện, lao vọt tới. Tiểu tử, ngươi muốn kết hôn với cô bé kia, ta thấy tốt nhất là ngươi nên đi đầu thai đi. Kiếp sau đợi con cháu ta xuất thế thì kết hôn với nó đi. Một con hắc hùng đạt tới thánh thú tầng 8 đứng thẳng dậy, cao tới 10 trượng, toàn thân lông đen lấp lánh mềm mại, dài tới vài thước, lúc này há mồm to như bồn máu, vô cùng khiếp người. Hà Thanh Dương cảm thấy bắp chân bị chuột rút.
Những kẻ địch này thật đáng sợ, không chú ý tới liền tự dưng bị một lực hút mạnh, ngay sau đó bị thánh giả hắc hùng này ôm ấp. Ôi mẹ ơi! Hắn bị dọa cho trợn trắng mắt, suýt nữa là ngất xỉu. Làm sao lại bị một thánh thú ôm ấp chứ? Không có chuyện gì tệ hơn chuyện này. Lão tổ cứu ta! Hà Thanh Dương hô to, trên mặt không còn chút máu, ra sức giãy giụa nhưng thánh hùng ôm chặt làm sao trốn nổi, chẳng khác nào người si nói mộng. Phù một tiếng, hắn liền bị ôm thành một đám thịt nát, sau đó bị thánh hùng vươn lưỡi đỏ tươi liếm một cái, trở thành thức ăn cho hắn. Không! Vương của thánh nhân Hà Khôn đỏ bừng ánh mắt. Toàn bộ đám người hắn dẫn đi đều bị giết cả, bản thân hắn cũng sắp khó có thể chống cự nổi nữa. Nhưng hắn bị 12 đại thánh giả vây quanh, không thể thoát khỏi, lại bị đánh tới tú máu, tóc tai bù xù, bất cứ lúc nào cũng có thể hình thần câu diệt. Điều này quả thực quá khó tin. Uy áp từ vương của thánh nhân căn bản không có tác dụng. Đám hung thú này cuồng bá, không để ý tới cấm thuật của hắn, không ngừng tấn công, giống như hổ đói vồ cừu vậy. Không có một hung thú nào là phàm tục, tất cả đều có thể đại chiến vượt cấp, mỗi người đều là thú vương, lại có mấy dị tộc khủng bố tới cực đoan kia, đều là nhân vật độc địa. Hà không hiểu rõ là những thánh thú và dị tộc này vẫn chưa đem hết toàn lực, từng người đều rất nhẹ nhàng. Hắn lần này lành ít dữ nhiều rồi. Phục! Một luồng máu tươi bắn ra. Hoàng Kim Sư Tử cào một cái, xé ra cả xương máu của hắn, thánh huyết văng khắp nơi, khiến hắn đau đớn vô cùng. Quá cường đại. Không ngờ có thể dùng lực đánh vương của thánh nhân. Rất hung tàn, ta thích. Vương Hy vỗ tay kêu lên. Cô gái hoạt bát này thích chiến thắng nhưng lại sợ máu tươi, xoay người nói với Diệp Phàm, thúc thúc, ta rất sùng bái ngươi. Ngươi tìm từ đâu ra những cường giả này vậy? Ta cùng muốn gia nhập nhóm các ngươi. Vẻ mặt nàng hưng phấn, la hét ầm ĩ muốn gia nhập vào chiến đoàn hung tàn này. Vương Tử Văn cũng vô cùng rung động, cảm thấy nhìn không thấu Diệp Phàm. Hắn biết tình thế nguy hiểm ngày hôm nay sẽ không ra sao nếu không có bạn cũ giúp đỡ. À! Vương của thánh nhân Hà Khôn hét lên một tiếng, vai bị đuôi thiên hạt bén nhọn đâm trúng, máu tươi đầm đìa, đủ khiến toàn thân chết lặng. Mạnh như vương của thánh nhân cũng không có năng lực hành động. Gờ rao! 12 hung thú lao tới tranh đoạt, trong phút chốc đã xé xác hắn, cướp lấy chiến lợi phẩm. Vương của thánh nhân tan xương từ đấy, mất mạng tại chỗ. Thân thể Hà Khôn vỡ nát tan tành, thành thức ăn của đám Hoàng Kim Sư Tử, Thiên Hạc, Ngạc Long, bị bọn họ chia đều, chỉ để lại từng đám xương máu bay tản đi. 12 thánh giả khí thế độc ác ngập trời, làm cho vương gia cùng lâm tộc đều trợn mắt há hốc mồm, đồng thời lông tóc dựng đứng, đoàn cổ thú cùng dị tộc này có thể quét ngang một vực. Vương Hy rất nhanh siết chặt nắm tay nhỏ nhắn, hô to, phi thường hưng phấn kích động. Nàng là một cô gái hoạt bát lanh lợi, lại có khuynh hướng chuyển biến thành cô gái bạo lực. Mặc kệ nói như thế nào, trận chiến tối nay cũng giải quyết xong mối họa lớn, cao thủ vương gia và lâm tộc đều phi thường phấn chấn, hoan hô ầm lên. Vương Tử Văn thờ phào một hơi, hắn không nghĩ tới Diệp Phàm có một đám cường giả đi theo như vậy, có thể có địa vị ngang hàng với bất cứ một thế lực lớn nào, có thể hùng bá một cổ tinh, điều này thật sự rất rung động. Giữa chúng ta với nhau, ta cùng không nói khách sáo làm gì, lần này nếu không nhờ có ngươi đến đây, ta cùng với người nhà thật sự nguy hiểm rồi. Vương Tử Văn nói. Đa tạ Diệp Thúc. Vương Thần cũng tiến lên, làm đại lễ biểu lộ cảm tạ. Lâm Linh mang theo rất nhiều tộc nhân biểu đạt lòng biết ơn. Lúc này mọi người đều rất kích động, đánh lui Hà gia, mà còn giết chết mấy thánh nhân, tuyệt đối là một loại uy hiếp cường đại. Chỉ có Vương Hy nhảy vọt tới, không khách sáo chút nào, kêu gào muốn gia nhập trong 12 thánh, tương lai theo chân bọn họ cùng đi làm chuyện hung tàn, muốn hóa thân là tiểu ma đầu. Điều này làm cho Vương Tử Văn cùng Lâm Linh nhức đầu một trận, không biết như thế nào hàng phục con gái bảo bối này. Một ít thế lực đối địch chính là rắp tâm hại người, ngày nay cũng phải trước suy nghĩ một chút. Một vị lão nhân nói, cứ để cho bọn chúng đến là tốt rồi, bổn tọa còn chưa ăn no. Thánh giả Hắc Hùng nói, thân thể hắn giống như một ngọn núi nhỏ đen nhánh, tràn ngập thánh uy. Diệp Phàm trừng mắt nhìn nó một cái, con gấu bự khổng lồ lập tức hóa thành dài một thước, da lông bóng loáng như tơ lụa, đôi mắt to như là hai viên hắc bảo thạch, chớp chớp mộng nước,
không còn chút gì dáng vẻ của hung thú. Ngoại trừ Vương Hy kêu to đáng yêu, còn muốn chạy tới ôm lấy, những người khác đều thốt lui lại. Đoàn cổ thú này một tên so với một tên còn hung tàn hơn, quyết không thể bị biểu tượng bề ngoài mê hoặc. 12 thánh giả đều biến hóa hình dáng, mỗi tên hoặc là hình dạng mê hoặc, hoặc là hình dạng cả người lẫn vật vô hại, muốn hiền lành bao nhiêu thì có hiền lành bấy nhiêu. Sáng sớm, ánh mặt trời màu đỏ dâng lên ở đường chân trời, chim chóc ríu rít êm tai, trên mặt đất còn sương mù lượn lờ bao phủ, bị ánh bình minh chiếu rọi sáng lên điểm điểm ánh vàng rực rỡ. Một trận chiến đêm qua, Hà gia toàn quân bị diệt không có một người chạy thoát, dẫn phát một hồi dậy sóng ở khu vực này. Mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết 12 thánh giả, cùng không biết Diệp Phàm tới đây, tất cả đều đang bàn tán, làm cho những người nhằm vào lâm tộc thấp thỏm lo sợ. Hà gia hưng sư động chúng, mời tới 4 vị cổ yêu, như thế nào ngay cả một cành hoa cũng không có hái ra được, tất cả nhân mã đều bị giết chết cả sao. Lúc này như là một gợn sóng khuếch tán, lan tràn khắp phương xa, làm cho rất nhiều thế lực lớn lòng sinh kiên kỵ. Mọi người có lý do tin rằng, Lâm Hàn, vương của thánh nhân lâm tộc đã phục hồi như cũ, bằng không ở đâu ra cường thế như thế. Một trận chiến này ảnh hưởng không nhỏ, chấn nhiếp mọi người, không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, đối với lâm tộc đây là một tin tức tốt. Ở chỗ Lâm Hàn bế quan, rất nhiều người đang chờ mong, trong lòng khẩn trương mà lại bất an, hy vọng lão gia bước qua rào cản, thuận lợi xông qua một cửa này. Mấy ngày sau, có người để lộ tin tức, Lâm Hàn vẫn chưa phục hồi như cũ, mà là có người tương trợ tộc đó trấn áp giết chết đám người Hà Khôn Thánh Vương. Các thế lực đối địch nghe vậy lập tức ngo ngoe muốn động. Bởi vì bọn họ được biết một trận chiến vừa rồi cùng không có vương của thánh nhân xuất động, chỉ là một số hung thú đáng sợ liên thủ ra tay mà thôi. Là tu sĩ đến từ vực ngoại, dám ở thiên binh cổ tinh ta đại khai sát giới, huyết tẩy một phương, thật sự không kiêng nể gì. Hãy hợp lực tấn công chúng. Ma nhân vực ngoại xâm nhập thiên binh tinh ta, coi rẻ hết thảy, giết đồng bào ta. Chúng ta phải liên thủ, cộng đồng bao vây tiểu trừ đám hung đồ này. Trước sau có người nhảy ra lên tiếng ác nghiệt, kêu gọi cường giả trên cổ tinh cùng ra tay, bao vây tiểu trừ đám người Diệp Phàm bọn họ, cho rằng đây là một đám người xâm lấn gây nguy hại thật lớn. Không hề nghi ngờ, những người nhảy ra này đều là thế lực muốn ra tay đối phó với vương gia và lâm tộc, ngày nay bắt đầu đánh trống reo hò, muốn kết hợp thêm nhiều người ra tay. Bởi vì, bọn họ thật sự có chút kiêng dè, mặc dù trong số hung thú này không có vương của thánh nhân, nhưng chiến lực lại cực kỳ cường đại. Một thánh vương như Hà Khôn vậy mà bị phân thây làm thức ăn, sao không khiến cho lòng người kinh sợ? Thật đáng giận. Rõ ràng là bọn chúng muốn huyết tẩy tộc ta, tiến công thất bại bị chúng ta đánh tan, hiện tại lại bị đặt hãm hại chúng ta. Diệp thúc đường xa đến đây, tương trợ chúng ta vượt qua khó khăn, lại bị bọn chúng nói thành kẻ xâm lấn, muốn hợp quần để tiêu diệt. Thật là đáng giận mà. Vương Hy cùng Vương Thần đều rất bất bình. Ngoại giới nổi lên một hồi gợn sóng, tuy nhiên người chân chính muốn hành động thật sự quá ít, không có mấy người hưởng ứng, phần lớn đều im lặng chờ xem diễn biến. Trong một cổ động trên ngọn núi đá cao nhất sương mù lượn lờ, có trọng binh canh gác, Lâm Hàn đang bế quan. Mấy tháng nay, đã có mấy nhóm người xông vào đây, muốn dò xét hư thật, cũng có hai đám ầm sát quấy nhiễu tạo ra gió tanh mưa máu. Diệp Phàm dọc theo bậc thềm đá đi lên ngọn núi cao nhất, tiến vào trong pháp trận trước cổ động, thấy một lão nhân đầu râu bạc trắng, hình thể tiều tụy, ngồi xếp bằng trên giường đá không nhúc nhích, giống như đã tạo hóa. Lão nhân chính là Lâm Hàn, đã đạt tới cảnh giới vương của thánh nhân đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là thành tựu đại thánh, nhưng hiện nay tình huống rất không ổn định, pháp tắc hỗn loạn cuốn lấy lão, giống như mang vào mình gông xiềng của địa ngục. Diệp Phàm đứng ở trước thạch động nhìn xem, hiểu rõ tình trạng của lão là ngộ đạo xảy ra vấn đề không nhỏ, lúc này thần thức tán loạn có lẽ sắp hóa đạo. Hiển nhiên, mấy người Vương Tử Văn, Lâm Linh cùng biết tình trạng của lão nhân, đều vô cùng sầu lo, vốn là tư chất của đại thánh mà nay lại bất cứ lúc nào sẽ hóa thành tro tàn. Cùng không đến mức khó giải. Diệp Phàm xem xong, nói một câu như vậy. Cái gì, phụ thân ta thật sự có thể cứu chữa sao? Lâm Linh thanh âm phát run, nắm tay hai con định quỳ xuống, thỉnh cầu Diệp Phàm ra tay cứu giúp. Đừng làm vậy. Ta với Tử Văn là bạn cũ, còn có một đường hy vọng, tự nhiên ta sẽ không đứng nhìn.
Diệp Phàm vội vàng ngăn cản. Nếu thật sự có thể cứu được nhạc phụ ta, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Vương Tử Văn cũng rất kích động. Diệp Phàm rời núi đá, tìm một chỗ yên tĩnh bắt đầu bế quan. Hắn lấy ra đạo chi nguyên, từ mặt trên vạt một miếng nhỏ, sau đó bắt đầu tế luyện. Đây là một quá trình rất gian nan, đạo chi nguyên không thừa nhận hắn, cực kỳ bài xích hắn, Diệp Phàm phải mất đi một phen tâm lực rất lớn, toàn thân đều phát ra thần huy, tiến hành ngao luyện nó. Ngày nay có lẽ chỉ có đạo chi nguyên mới có thể cứu vấn đề tử quan của Lâm Hàn, nhưng Diệp Phàm sợ đạo chi nguyên cũng bài xích đối với Lâm Hàn, nếu vậy sẽ trực tiếp làm cho lão tọa hóa nhanh hơn. Diệp Phàm nghĩ rằng chỉ có chấn cho đạo chi nguyên sơ xác chia tách rất nhiều pháp tắc nguyên thủy ẩn chứa trong đó, rồi tiến hành kết hợp lại đồng thời không ngừng tế luyện, mới có thể hóa thành một lò bảo dược. Đương nhiên, nếu làm như vậy đối với tính phá hư của đạo chi nguyên cũng rất lớn, sẽ mất đi hơn phân nửa thần hiệu. Thế nhưng hắn cũng chỉ có thể chấp nhận như thế, chỉ cần giữ lại một bộ phận đạo tính là có thể giúp Lâm Hàn vượt qua tử quan khôi phục lại. Mất thời gian 2 ngày, Diệp Phàm mới xuất quan, hắn không thể không thận trọng, bởi vì hơi có chút sai lầm rất có thể sẽ làm cho chí tôn tương lai của cổ tinh này phải hình thần câu diệt. Đây là một khối quan đoàn bàn cỡ nắm tay trẻ con đã bị Diệp Phàm trấn phong. Hắn giao cho Vương Tử Văn, nói cho hắn trực tiếp rót vào trong cơ thể Lâm Hàn là được. Đạo chi nguyên thần tính 10 phần không còn lại một, nhưng như vậy là đủ để cứu văn tai họa sinh tử của một người. Tự cắt bỏ đi một đoàn. Long Mã không ngừng đảo lên xuống tròng mắt lớn, hỏi: "Câm miệng." Diệp Phàm cùng không dám để nó nhiều lời, bằng không thật sự khó xử. Đến lúc đó Lâm Hàn khôi phục lại phỏng chừng cũng sẽ áy náy không yên. Một đoàn quang hoa chìm sâu vào trong cơ thể Lâm Hàn, trong nháy mắt trong cơ thể lão nhân vang lên tiếng đạo ngân vang, tiên thai đang hỗn loạn nở rộ hào quang, cả người lão lập tức tràn ngập sinh cơ. Có tác dụng rồi, thần thức của nhạc phụ đang thức tỉnh, có lẽ không tới mấy ngày là có thể phục hồi như cũ. Vương Tử Văn giật mình kêu lên. Lâm Linh quá vui mừng mà khóc. Tất cả mọi người trong tộc đều phấn chấn, cố nén tiếng hoan hô rời nơi đây. Đối với ân trọng của Diệp Phàm, kích động không biết nói cái gì cho phải. Chỉ cần Lâm Hàn không chết, bình an vượt qua một kiếp này, rất có thể sẽ trở thành một vị đại thánh, nhìn xuống cả viên cổ tinh. Đến lúc đó còn có gì phải sợ chứ? Diệt trừ kẻ xâm lấn. Chúng ta hãy kết hợp lại giết sạch đám hung thú kia, không thể để chúng tác oai tác quái trên cổ tinh chúng ta. Người người có trách nhiệm giết chết ma đầu vực ngoại. Chúng ta phải dùng hết khả năng diệt trừ những mầm tai họa này. Ngoại giới kêu gào rầm rĩ, mấy thế lực lớn kết hợp không ngừng đánh trống treo hò, muốn cho rất nhiều kẻ không liên can với sự kiện lần này gia nhập vào, chung sức huyết tẩy nhóm người Diệp Phàm và Lâm tộc. Những người này dám làm như thế, tự nhiên là chiếm được ngầm đồng ý của cường giả tuyệt thế, tất nhiên là mấy vị vương của thánh nhân là lão đối đầu của Lâm Hàn, muốn ngăn cản lão trở thành đại thánh, muốn nhổ tận gốc Lâm tộc. Vương Hy tức giận, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập phẫn nộ, nói, bọn họ thật đáng giận. Rõ ràng là một đám cường đạo, muốn cướp đoạt mảnh nhỏ tiên đan của nhà ta, còn muốn nhân cơ hội này diệt trừ ngoại tổ phụ, mà còn nói đường đường chính chính như vậy. Diệp Thúc nói rồi. Trước không cần để ý tới, họ tạm thời không nắm rõ tình hình, sẽ không động thủ ngay đâu. Vương Thần nói. Thiên binh cổ tinh thực quỷ dị. Diệp Phàm khẽ nói, hắn còn thật sự hiểu được đại đạo, cảm thấy cổ tinh này thật đặc biệt. Đám Long Mã, Hoàng Kim Sư Tử, Thiên Hạc thì như cá gặp nước, ở chỗ này ngộ đạo phi thường thuận lợi, cứ kéo dài như thế, tích lũy qua tháng ngày, sẽ có chỗ tốt lớn lao, khẳng định đạo hạnh sẽ tăng vọt. Mấy ngày nay, Diệp Phàm phát hiện rất nhiều chỗ thần bí, trong thiên địa có người khắc ấn đại đạo, như là tồn tại muôn đời rất xa xưa, có một số đã mơ hồ. Điều này làm cho hắn khiếp sợ, đến tột cùng cường giả cỡ nào tạo ra. Hắn càng thăm dò, càng ngày càng cảm thấy đáng sợ, đây là nhân vật vô thượng của thời tiền sử lưu lại hư hư thực thực dấu vết của đế. Thiên địa dưỡng người, người cũng có thể sinh đạo, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, cổ tinh tên là thiên binh này có thể phồn thịnh đến ngày nay, thủy chung không suy tàn, là có quan hệ lớn lao với những người khắc ra vết tích đạo này. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên bầu trời, cả người giống như hóa đạo, hình thể mơ hồ, giao hòa cùng hỗn độn khí.
hắn đang cố bắt giữ loại dấu vết cổ xưa này. Thật bác đại tinh thâm, đây không giống như là một người tạo ra, có mấy loại dao động lạc ấn trong càn khôn, rồi trở thành bất hủ. Diệp Phàm ngạc nhiên thán phục. Hắn cảm thấy mình lựa chọn đến cổ tinh này rất chính xác, nơi này dường như có bí mật không muốn cho người biết, đáng giá để thăm dò. Diệp Phàm, các loại tư liệu lịch sử ngươi cần, ta giúp ngươi tìm đến đây. Vương Tử Văn xuất hiện, xé ra màn sương mù hỗn độn, đi đến gần nói. Thiên binh cổ tinh thực thần bí, Diệp Phàm muốn tìm hiểu quá khứ của nó, Vương Tử Văn rất quan tâm tới hắn, chỉ trong thời gian ngắn liền đưa tới các loại sách cổ. Về cổ tinh này có gần cả trăm loại truyền thuyết, chân tướng là cái gì, người ngoài khó có thể biết rõ, ta trước đây cùng từng nghiên cứu qua đều đưa cho ngươi tham khảo. Vương Tử Văn nói. Diệp Phàm cẩn thận lật xem, những thứ này đều là tâm huyết của Vương Tử Văn, có một số là trong sách cổ ghi lại, một số là dò hỏi từ một ít bộ lạc cổ xưa, còn có một số là manh mối từ di tích đào ra trong lòng đất. Thiên binh cổ tinh có tương liên cùng các tinh tú ở chung quanh, hình dáng như binh sĩ, vì vậy mà thành tên gọi. Cổ tinh này là một cái đầu thi thể, hóa thành một viên đại tinh. Trong dãy núi Hồng Hoang có dựng dục một kiện đế binh, ngủ say muôn đời, một ngày kia sẽ thức tỉnh. Năm tháng xa xưa, về lai lịch của thiên binh tinh sớm đã không có người nào biết được, có các loại truyền thuyết lâu đời, Diệp Phàm nghiên đọc cẩn thận, thầm giật mình kinh ngạc. Bởi vì, mỗi một loại truyền thuyết đều rất kinh người, đều có một ít đạo lý khiến người tin tưởng, làm cho nơi đây càng ngày càng có vẻ khó phân biệt thực hư. Rất nhanh, lại một truyền văn cổ xưa hấp dẫn hắn, có cổ nhân phỏng đoán, nơi này có thể là nơi huấn luyện thiên đình cổ, là một chỗ cổ địa bồi dưỡng thiên binh. Diệp Phàm dựng thân trên bầu trời nhìn ra cổ tinh xa xa, đây là một tinh thể không quá quy tắc, mà lại thật sự có chút giống như cái đầu, nối tiếp cùng các tinh tú khác ở phụ cận, giống như một cổ thi thể cổ. Núi lớn Hồng Hoang là một vùng đất cổ, vạn vách đá dựng đứng, cổ thụ che trời, tùy ý có thể thấy được dãy núi nguy nga hùng vĩ nơi này. Diệp Phàm chỉ huy 12 thánh giả đi tới đây, hắn đối với tinh tú này tràn ngập nghi hoặc, tiến hành xâm nhập tìm hiểu nhiều mặt một ít cổ địa trọng yếu. Núi cao bàn bạc, rất nhiều ngọn núi cao tới mấy vạn trượng lấp trong mây, lượn lờ hỗn độn khí, giống như một vùng đất nguyên thủy, lại có âm thanh đại đạo nổ vang truyền đến. Đúng thật là một mảnh thần thổ, tu đạo tại địa phương dạng này có thể nói làm ít công to, khó trách tạo nên rất nhiều cường giả, thánh nhân cũng không ngừng xuất hiện. Toàn bộ cổ tinh giống nhau một cái đầu, mà núi lớn Hồng Hoang cực kỳ giống xương trán của cái đầu này, cũng chính là vị trí tiên thai của nhân thể, là một chỗ cực kỳ trọng yếu. Khu vực này thập phần mênh mông, vô cùng rộng lớn, trong đó có các loại cổ thú cư trú, là yêu tộc cùng một ít lành địa bộ lạc nguyên thủy, nói như vậy nhân tộc rất ít đặt chân tới. Nghe nói, một trong ba vị đại thánh của cổ tinh này ẩn cư ở trong núi lớn, là một con hỏa nha đắc đạo mà thành, là cường giả cái thế của yêu tộc, có thể ở trên cao nhìn xuống cả tinh vực. Diệp Phàm xâm nhập tìm hiểu, con cổ tổ hỏa nha này rất hạ thấp, mấy trăm năm cũng không xuất thế một lần, không có xuất hiện các nơi, chỉ cần không trêu chọc nó sẽ không có nguy hiểm. Đương nhiên, hắn có gan xâm nhập ở đây, cũng bởi vì ý lại có bí quyết chữ thành đạt tới đăng phong tạo cực, không dám nói là độc bộ thiên hạ, nhưng khi gặp phải hiểm cảnh bỏ chạy không thành vấn đề. Trong núi lớn cổ thụ mọc thành rừng, vượn hú hổ gầm, các loại dị thú thường lui tới, nhưng khi đám người Diệp Phàm đến nơi lập tức im lặng xuống, bởi vì đám hoàng kim sư tử, cửu vĩ ngạc long, tên nào không phải là chí tôn trong thú. Ngao ô. Rất nhanh, trong núi lớn lại gà bay chó sủa, các loại thú vương chạy trốn, bất kể ngày thường bất phàm cỡ nào, ở dưới càn quét của 12 thánh giả cũng không thể không chạy trối chết. Trong đó có cả vương giả đại thành cùng với bán thánh. Tới cuối cùng có thánh thú đều bị kinh động. Rào. Một con kiếm sĩ hổ cao lớn như ngọn núi phóng ra, hai răng nanh lớn trắng tinh sắc bén sáng lấp lánh chói mắt. Nó trống giận liên tục, lớn tiếng quát, bốn vị cổ yêu rời núi, vừa đi không trở về, đều bị các ngươi giết phải không? Thánh giả hắc hùng bước ra, nhổ lên một ngọn núi lớn cao vạn trượng, trấn áp đi về hướng bạch hổ, nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, ngươi muốn chiến một trận sao? Kiếm sĩ hổ thánh là một kẻ cấp tiến, nghe nói về chuyện kẻ xâm lấn từ vực ngoại trong lòng đã khó chịu, nên ôm một bầu nhiệt huyết nhảy ra, muốn khởi binh vấn tội, ngăn chặn đại ma đầu.
nhưng mà giờ phút này nó lại nhức đầu một trận, lời đồn đãi có sai lầm chăng? Những người này thực lực đều ở thánh nhân tầng thiên thứ 7 trở lên, không thể ngăn cản, đây là một đội quân thần vô địch. Rào. Kiếm sĩ hổ gào thét, tức thì bị trấn áp. Thánh giả hắc hùng có thể so với một ngọn núi lớn đen nhánh, đỉnh thiên lập địa, ôm nó vào trong lòng như là ôm một con mèo nhỏ. Thánh hổ hung mãnh gào thét kêu to, nhưng xương cốt toàn thân đều sắp gãy rời, kinh hoàng quá độ. Diệp Phàm ra dấu bảo hắc hùng nương tay, không nên giết chết con hổ thánh, để hỏi xem cho rõ. Mèo nhỏ ngoan, đừng sợ. Nói cho đại thúc ngươi vì sao căm hận chúng ta như vậy. Thánh giả hắc hùng làm ra một bộ dáng quái đại thúc, cười hắc hắc, ôm kiếm sĩ hổ, vẻ mặt ngây ngô chất phát. Rào. Kiếm sĩ hổ thánh kêu to, trong lòng đầy sợ hãi, con hắc hùng này kinh lực thật đáng sợ. Các loại thánh thuật đều không thi triển ra được, xương cốt của nó sắp gãy rời từng khúc. Kiếm sĩ hổ khổng lồ như núi, nhưng so sánh với thánh giả hắc hùng quả thực chính là gặp sư phụ, chung quanh các hung thú kia lại cười lạnh, khiến nó không rét mà run. Này là cổ gia gây sóng gió, châm ngòi khắp nơi, lão tổ tộc đó là lão đổi đầu của Lâm Hàn, Hà gia chính là bị gia tộc này xúi dục ra tay. Hắc hùng sư ra tiên thai của kiếm sĩ hổ, hiểu rõ nguyên nhân hậu quả. Cổ gia kế thừa lâu dài, thế lực cường đại, so với Hà gia mạnh hơn rất nhiều. Lão tổ của họ đã ở cảnh giới vương của thánh nhân đỉnh phong, chỉ có điều là thọ nguyên không còn nhiều, mất đi hy vọng thăng cấp đại thánh. Lão muốn thừa dịp còn sống diệt trừ Lâm tộc, ngăn cản Lâm Hàn trở thành đại thánh, độc thủ phía sau màn là nhằm vào một nhà vương Tử Văn. Rất nhiều thế lực lớn đều cùng kết hợp với cổ tộc. Ngày gần đây, bọn họ luôn luôn đánh trống treo hò, châm ngòi thổi gió ở khắp nơi, xúi dục cảm xúc căm thù của rất nhiều cường giả, muốn làm cho bọn họ nhằm vào đám người xâm lấn Diệp Phàm và Lâm tộc. Mèo ngoan, không nên bị người ta lợi dụng. Chỉ có nhiệt huyết không không được, chính kẻ nói chúng ta là đại ma đầu vực ngoại mới là ác ma, phải đi ra ngoài nhìn một cái mới được. Thánh giả hắc hùng cười tủm tỉm nói, xem thế nào đều giống như đang nhìn một món ăn ngon. Kiếm si hổ sợ hãi, toàn thân nổi da gà, gào thét một trận, nếu cứ như thế này bị người ta ôm chết thì thật rất uất ức. Diệp Phàm vương tay điểm một cái, đưa một ít tiền căn hậu quả nhốt đánh vào tiên thai của kiếm si hổ, sau đó để cho nó chạy đi, mượn miệng của nó truyền đi khắp núi lớn hồng hoang, để cho chư thánh không nên lầm lẫn bạo động. Thật là đáng tiếc. Hắc hùng lại hóa thành dài một thước, dáng điệu thơ ngây khả ái, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, liếm liếm mép, vẻ mặt tiếc nuối với thái độ đáng yêu. Đoàn người bọn họ tiếp tục đi tới trong núi lớn hồng hoang, dẫn tới một hồi phong ba, gà bay chó sủa, các loại cổ thú bị kinh động, thậm chí có thánh thú vương cường đại phát ra uy áp, tuy nhiên không có xảy ra huyết chiến. Về phần hỏa nha đại thánh, ngay cả bóng dáng cùng không nhìn thấy, bởi vì địa vực này rất rộng lớn mênh mông, chậm rãi thăm dò như vậy, căn bản không chạm đến rất nhiều cổ địa. Này, cổ tinh này nếu thật sự là một cái đầu, nơi này cho là trung tâm xương tráng đi, nếu có mai táng đế binh, hẳn là ở chỗ sâu trong lòng đất. Long Mã nói, nó cùng Đoạn Đức, Hắc Hoàng giao tình tâm đầu ý hợp, thu được không ít chỉ điểm, ngày nay ra xét bảo tàng các thứ rất có tâm đắc. Diệp Phàm bọn họ chiếu theo những sách cổ cùng lời đồn đãi kia, thăm dò thiên binh cổ tinh, không nghĩ bỏ qua bất kỳ một chỗ mật địa nào. Hoàng Kim Quang lóe ra, cửu vĩ ngạc long giống như con xuyên sơn giáp, bắt đầu chui xuống lòng đất, muốn tìm kiếm cổ binh có thể mai táng trong lòng núi lớn hồng hoang. Nếu cổ tinh là đầu, khu vực này hẳn là bộ vị tiên thai, có khả năng nhất cất chứa tiên binh. Đáng tiếc, mặc cho bọn hắn chui vào chỗ sâu trong lòng đất cùng không có manh mối gì của binh khí. Cả viên cổ tinh cũng không có một mảnh xương, quả thực không giống với tưởng tượng. Nếu thật sự là một cái đầu thì mới dọa người, đầu lâu của người sao lại to lớn như vậy? Hoàng Kim Sư Tử nói. Diệp Phàm chau mày, hắn là nguyên thiên sư đối với một ít chỗ dị thường, sơn xuyên địa mạch là dễ dàng mẫn cảm nhất. Hướng đi trong lòng dãy núi này rất giống vách mạch máu, tuy rằng sớm đã hóa đá, trở thành bùn đất, nhưng vẫn như trước có mạch lạc có thể tìm ra. Chỗ này thật sự có thể là một cái đầu thật lớn đã biến thành đất đá. Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói. Cái gì? Theo như lời ngươi nói là thật sự. Đám thiên hạc, hắc hùng, hoàng kim sư tử, tất cả đều khiếp sợ.
Diệp Phàm gật gật đầu, rồi sau đó còn thật sự thôi diễn và đo đạc, dùng nguyên thuật tính toán ra khu vực trung tâm tiên thai cách nơi đây rất xa. Cuối cùng, hắn lấy ra trận thai, nói, cách quá xa. Chúng ta cần vượt qua thế giới dưới lòng đất, đi nhìn thử xem nơi trung tâm tiên thai chân chính có dựng dục thứ gì. Bởi vì, Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy chỗ sâu nhất trong lòng đất, dường như có một lực lượng cường đại tràn đầy sinh cơ. Trong tiên thai có ẩn chứa đế binh sao? 12 thánh giả đều thực chờ mong, sau một hồi chuẩn bị bọn họ đi vào vực môn, vượt qua lòng đất mà đi. Thế giới trong lòng đất trống không, vô cùng rộng lớn, khi bọn họ đi ra vực môn, lập tức cảm giác một trận nóng cháy, hỏa diễm ngập trời. Chỗ này, đúng thật là một cái đầu sinh linh sao? Các ngươi xem phía trước có một tòa tiên thai thật lớn, có ngọn lửa cháy bùng đang thiêu đốt. Thiên Hạc khiếp sợ kêu lên. Đó là một tòa đài cao, cực kỳ rộng lớn, giống như một đại lục treo lơ lửng giữa hư không, có thần hỏa nhảy lên hừng hực thiêu đốt rực rỡ lóa mắt. Phía trên lại có dao động sinh mệnh cường đại chấn nhiếp lòng người, làm cho cường đại như đám hoàng kim sư tử, thánh giả hắc hùng, đều có cảm giác hít thở không thông. Có khí cơ sinh mệnh, chẳng lẽ nó còn sống ư? Long Mã vô cùng kinh ngạc. Không đúng. Diệp Phàm nhíu mày, ngay sau đó mở nguyên thiên nhãn nhìn tới phía trước, hắn thấy được nguyên nhân. Một con hòa nha vô cùng to lớn như một ngọn núi, toàn thân lông đen nhánh lấp lánh sáng, đang đứng sừng sững trong ngọn lửa, không nhúc nhích như đang ngủ say. Là hỏa nha đại thánh, một trong ba vị đại thánh của thiên binh cổ tinh. 12 thánh giả không rét mà run, vị hỏa nha này khủng bố đến mức tận cùng, mỗi một sợi lông toàn thân đều lưu động thần huy, có một loại dao động đại đạo, như là có thể trấn áp 9 tầng trời 10 tầng đất. Xoát! Đột nhiên, một đôi con ngươi đáng sợ mở ra, từ trên tiên thai thật lớn phóng tới như hai tia chớp cắt qua vòng trời. Hỏa nha đại thánh tỉnh lại rồi. Giờ khắc này, cửu vĩ ngạc long, hoàng kim sư tử, thánh giả hắc hùng, thiên hạc, đám 12 thánh giả gần như đều bị cố định lại, khó có thể nhúc nhích mảy may nào, trong lòng họ không kìm nổi sợ run. Bọn họ đều là đại tôn trong thánh, có thể vượt cấp đại chiến, có thể nói tuyệt đại kinh thế, nhưng lúc này lại như con kiến đối mặt với người khổng lồ, toàn thân bất lực. Loại cảnh tượng này quá mức khủng bố, mỗi một tên đều có tiềm chất trở thành thần thú cùng tà thần, mà giờ phút này lại nhỏ bé như thế, nhỏ bé như hạt bụi. Vãn bối vô tình quấy rầy tiền bối tĩnh tu, xin được bao dung, từ đây cáo lui. Diệp Phàm chắp tay xin cáo lui. Lúc này chỉ có thánh thể nhân tộc mới có thể hành động, hắn máu màu vàng trong cơ thể chen chút lao xuống, sôi sục mãnh liệt. Diệp Phàm phất ống tay áo, cuộn lấy 12 thánh giả, vận chuyển bí quyết chữ thành tới cực hạn, hết thảy đều hoàn thành nhanh như tia chớp, trực tiếp xé mở không gian biến mất. Hiển nhiên, vị hỏa nha cường đại không thể tưởng tượng này đã ngủ say lâu lắm, thần thức vừa tỉnh lại hơi bị mơ màng, vừa quét đôi mắt sáng như điện, muốn phản ứng, nhưng đã quá muộn, chỉ đành nhìn hắn rời đi. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng chấn động, rồi sau đó cũng không quay đầu lại đi xa, từ đó biến mất. Một quả trứng màu vàng. Trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc, khi lông đen toàn thân hỏa nha lóe ra, hắn nhìn thấy một quả trứng hoàng kim, không ngờ hỏa nha là người thủ hộ, dường như không muốn rời đi nửa bước. Trên tiên thai thần hòa nhảy múa rực rỡ lóa mắt, hỏa nha đại thánh cũng không phải ở chỗ trung tâm, mà là một quả trứng màu vàng sáng óng ánh. Hỏa nha đại thánh ngủ say ở nơi này chỉ là để thủ hộ chờ quả trứng này xuất thế. Trong lòng Diệp Phàm dâng lên sóng gió ngập trời, cả viên cổ tinh là một cái đầu của một nhân vật vô thượng biến thành, trên tiên thai ở trung tâm xương sọ này lại có một quả trứng chờ xuất thế, một đại thánh tự mình thủ hộ, đây là dự báo điều gì? Ngay sau đó, bọn họ lên tới mặt đất, Diệp Phàm tiếp tục vận chuyển bí quyết chữ thành, dường như không dám đình trệ, hư không vặn vẹo, bọn họ rời xa núi lớn Hồng Hoang. Thật là đáng sợ. Đó cũng không phải đại thánh bình thường, có được khí tức uy nghiêm tuyệt thế, so với thánh linh hòa tộc Thương Viêm chỉ có hơn chứ không kém. Không sai. Ta cảm giác nó cường đại cái thế có thể so với hỏa linh Thương Viêm. Đám hoàng kim sư tử, cửu vĩ ngạc long, thiên hạc, sau khi rời khỏi nơi đó, trong lòng vẫn còn run sợ, vừa rồi cảm giác như là đối mặt với một thần minh. Thiên binh cổ tinh rõ ràng có lai lịch kinh người, nếu ngược dòng về thời vũ trụ muôn đời trước, thế lực cường đại nhất tự nhiên là thiên đình cổ, chẳng lẽ có liên quan với nó?
Diệp Phàm trầm tư, nghĩ tới Vương Tử Văn, hắn là từ Tiên Cung ở bên ngoài cấm địa Thái Cổ vượt qua hư không tới đây. Ở Bắc Đẩu có một số lời đồn đãi, Tiên Cung kia có liên quan với Thiên Đình Cổ, có thể là một bộ phận cung điện của Thiên Đình còn lưu lại nguyên vẹn, vì vậy được gọi là Tiên Cung. Lúc này để cho Diệp Phàm kinh hãi chính là quả trứng màu vàng cùng Hỏa Nha Đại Thánh dưới nền đất tiên thai kia. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ cảm thấy dường như đã từng quen biết quả trứng, nó có một cổ khí tức quen thuộc, rồi sau đó hắn rùng mình một cái. Loại khí tức này rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết, Diệp Phàm tĩnh tâm cẩn thận nhớ lại. Bỗng dưng, hắn lập tức nghĩ tới, lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Chúng nó, nhưng lại cùng tới nơi đây, ở thời cổ đại đi ra hay sao? Hắn đã từng chinh chiến với Kim Ô Cổ, hiểu biết rất nhiều về bộ tộc này. Lúc này trong lòng nhảy dựng, nói, quả trứng màu vàng này rất giống với khí tức của cây thần vũ ngày xưa. Khi Diệp Phàm rời Bắc Đẩu, bước vào tinh vực mênh mông, chư thánh tửng đuổi giết hắn, hắn từng tiến vào một cổ tinh có chuẩn đế chứng đạo thất bại, ở nơi đó đã xảy ra một sự kiện. Vị chuẩn đế thần bí kia dường như là một cổ thần từ thuở khai thiên lập địa, tinh hà nhiễu thể, quan sát khắp vũ trụ, đáng tiếc cái đầu vỡ nát, lưu di hận trong hư không. Cổ Kim Ô từng nắm giữ một cây thần vù màu vàng, xưng là Linh Vũ là pháp khí của chuẩn đế trong tộc luyện thành, cường đại tuyệt luân, đáng tiếc ở nơi đó nó bị thần đánh nát. Không sai, khí tức của quả trứng với kia cây thần vũ màu vàng rất tương tự. Diệp Phàm tin chắc không có lầm. Kim Ô bộ tộc cư trú trên một cổ tinh tên là Hỏa Tang, sao lại xuất hiện ở trong này? Hết thảy đều biểu thị trong đó có một ẩn tình kinh người. Diệp Phàm biến đổi thần sắc không ngừng, 12 thánh giả cũng có rất nhiều nghi vấn, ở nơi đó sôi nổi bàn tán, bọn họ cảm giác khiếp sợ sâu sắc đối với thực lực của Hỏa Nha Đại Thánh. Có khả năng so sánh với Hỏa Linh Thương Viêm, cảnh giới bực này có thể nói là công tham tạo hóa, rất dọa người. Đừng nói trên cổ tinh này, chính là phóng mắt khắp tinh không mênh mông kia cũng là một cường giả tuyệt thế. Diệp Phàm không nói một lời, mang theo 12 thánh thú quay lại núi lớn Hồng Hoang. Tuy nhiên lần này liền dùng tới khi thiên trận văn, ẩn giấu khí tức không để bại lộ hành tung. Hắn hai tay khắc ấn, trên từng ngọn núi sông hồ lưu lại ấn ký, dùng nguyên thuật thay trời đổi đất, tiến hành thôi diễn, muốn tra xét cẩn thận tình hình trong lòng đất. Hắn là nguyên thiên sư duy nhất hiện nay, cùng là một trong mấy người từ xưa đến nay nắm chuẩn xác nhất về vạn vật núi sông tự nhiên. Nguyên thuật thông thiên, đây là thành tựu cùng đạo quả ngạo thế. Từng đạo phù văn lóe ra trên ngọn núi lớn, xuất hiện trên từng dòng sông lớn. Ở trên đối ứng cùng Nhật Nguyệt Tinh Tú, ở dưới tương thông cùng Minh Tuyền Cửu U, thông thiên động địa. Long Mã, Hoàng Kim Sư Tử, Thiên Hạc, đều im phăng phắc không dám quấy nhiễu, đều yên lặng ở phía sau trợ thủ, tương trợ hắn nắm chắc vạn vật núi sông. Một mảng lớn nguyên thiên văn lạc thành hình, cuồn cuộn mãnh liệt bao phủ chỗ trung tâm dãy núi nguy nga này. Một mảng hào quang rực rỡ hóa thành một cổ kính. Núi sông trong suốt nối thẳng tới thế giới trong lòng đất. Cả ngọn núi nguy nga này trong suốt sáng bóng giống như một tấm gương. 12 thánh giả đều vô cùng kinh ngạc, mắt trợn to nhìn vào trong đó, cẩn thận quan sát kỳ cảnh ở chỗ sâu trong lòng đất. Bọn họ nhìn thấy Hỏa Nha Đại Thánh lờ mờ lúc ẩn lúc hiện, thấy được một điểm sáng màu vàng trên tiên thai, ngọn lửa cháy bừng bừng bao phủ toàn bộ nơi đó. Diệp Phàm mắt phát sáng, so với 12 thánh giả hắn càng thấy rõ ràng hơn, trong lòng vô cùng chấn động. Hiện giờ có thể tin chắc rằng, Hỏa Nha Đại Thánh hơn phân nửa không phải trụ dẫn của cổ tinh này. Thiên binh cổ tinh hư hư thực thực là cái đầu của một vị chí tôn biến thành, mà Hỏa Nha Đại Thánh ở chỗ trung tâm tiên thai kia, trên người rõ ràng có lực lượng huyết mạch của Kim Ô Cổ. Tuy rằng có bộ lông đen, ô quang lấp lánh, nhưng không thể nói hắn không có quan hệ với Kim Ô. Khí tức căn nguyên đã để lộ ra kế thừa huyết mạch của hắn. Mà quả trứng màu vàng hắn thủ hộ, tuyệt đối tương tự như khí tức của thần vũ ngày xưa Diệp Phàm từng chứng kiến, sự kiện này thật đúng là khiến người ta vô cùng kinh sợ. Ngay mi tâm Diệp Phàm nứt ra một khe hở, xuất hiện một con mắt dựng thẳng, đây là một loại thần thông theo bảo tàng trong thân thể mở ra mà xuất hiện, có thể nhìn xuyên qua hết thảy hư ảo. Muôn đời trước một vị chí tôn ngã xuống, đầu hóa thành một viên cổ tinh, xương tráng tiên thai vô cùng to lớn này, bên trong có một loại chất lỏng kỳ dị, rực rỡ mà trong suốt, có dạng như ngọn lửa bừng bừng nhảy múa, bao phủ quả trứng bên trong nó,
như đang ấp trứng. Trên tiên thai chí tôn to lớn cũng chỉ có một đầm nước này, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, nếu không chú ý khó mà nhìn ra chân tướng, sẽ nghĩ lầm là ngọn lửa. Hòa Nha Đại Thánh cũng không ở trong đó, chất lỏng chỉ đủ để ngâm quả trứng hoàng kim kia. Đây chẳng lẽ là một chút lực lượng thần tính bất hủ duy nhất sau khi chí tôn ngã xuống lưu lại? Diệp Phàm tự nói, trong lòng càng chấn động mạnh. Đây là thần dịch trên tiên thai lưu lại, khẳng định là kinh thế, hơn phân nửa có thần hiệu khó tin, ngày nay lại dùng để ấp một quả trứng. Kim Ô bộ tộc trên Hỏa Tang Tinh sớm đã đến đây. Một vị đại thánh thủ hộ trên tiên thai cổ xưa kia, tĩnh lặng chờ thần trứng xuất thế, càng nghĩ càng khiến người ta cảm thấy kinh hồn. Theo như lời Vương Tử Văn, Hỏa Nha Đại Thánh rất thần bí, cực kỳ hạ thấp, đại khái là xuất hiện trên cổ tinh này vào 2000 năm trước. Một quả trứng màu vàng ấp đến 2000 năm còn chưa xuất thế. Diệp Phàm nghĩ đến nhức đầu. Đều nói Hỏa Tang Tinh có một vị đế vô thượng nhưng vẫn chưa từng xuất hiện, Diệp Phàm cũng thử sưu tra dấu ấn trên tiên thai của một số kim ô, thế nhưng phàm là có liên quan đến đế đều là một mảnh hỗn độn. Hôm nay ở trong này thấy một quả trứng kim ô thần bí, lập tức khiến trong lòng hắn sinh ra một ý niệm kỳ dị, chẳng lẽ nơi này có liên quan với chân thân của đế? Con đường thành tiên sắp mở ra, cũng không có nhìn thấy vị đế của kim ô tộc lộ mặt. Lúc ấy chư thánh vực ngoại cùng từng có rất nhiều suy luận phán đoán quái dị. Vù! Gần như trong nháy mắt, Diệp Phàm xóa bỏ ấn ký trên sông núi, các loại văn lạc hoàn toàn biến mất. Hắn mang theo 12 thánh giả độn một cái gần cả trăm vạn dặm mới dừng lại. Mặc dù hắn là Nguyên Thiên Sư, cũng không thể không kiêng nể gì nhìn trộm một vị đại thánh, chân chính an toàn chỉ có 3 hơi thở, một khi vượt qua giới hạn, nguyên thuật cũng khó ẩn giấu được điều hắn làm. Vì vậy, sau khi thấy rõ hết thảy trên tiên thai cổ trong lòng đất, tới mức giới hạn 2 hơi thở, hắn liền trốn vào cuối đại địa rộng lớn, nơi này dường như cũng không có phát sinh điều gì. Chuẩn đế muốn chứng đạo hết 10 phần đều sẽ thất bại. Thảm thiết nhất là mới đây không lâu nhìn thấy người kia ở trong tinh không, đầu vỡ nát, tinh hà quấn quanh thân thể, mẫu tinh sinh ra hắn hóa thành tử tinh, quả thực quá mức bi tráng. Diệp Phàm liên tưởng tới lời đồn từng nghe nói qua, tồn tại tối cao của Kim Ô bộ tộc từng nếm thử chứng đạo, nhưng không biết kết quả như thế nào. Ta cảm thấy chủ thượng của Kim Ô tộc đã tọa hóa rồi. Đây là huyết mạch duy nhất hắn lưu lại được đưa đến nơi này, hấp thu tinh hoa thần tính bất hủ trên tiên thai của chí tôn muôn đời trước, để tương lai tấn công cảnh giới tối cao. Thực rất có thể. Đây hơn phân nửa là thần trứng con của đế ký thác hy vọng của Kim Ô bộ tộc. Đám Long Mã, Hoàng Kim Sư Tử, Cửu Vĩ Ngạc Long, Hắc Hùng Thánh Nhân, Thiên Hạc cùng nhau thảo luận, cho ra kết luận như vậy. Diệp Phàm cùng không nói gì, việc cấp bách là trở lại Lâm tộc. Hỏi Vương Tử Văn Kỳ càng tỉ mỉ về Hỏa Nha Đại Thánh, cùng với các loại hành động của hắn sau khi xuất hiện. Lâm tộc thực sự yên lặng, không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Mọi người đều đang chờ đợi Lâm Hàn mau chóng khôi phục, ngoại giới không ngừng gào to đòi thảo phạt, làm cho trong lòng mỗi người đều bị áp lực rất nặng. Vương Tử Văn gặp lại Diệp Phàm, thở phào một hơi. Sau khi biết hắn muốn gì, liền gọi đến lão quản gia của Lâm tộc, bảo lão giới thiệu kỳ càng tỉ mỉ hết thảy về Hỏa Nha Đại Thánh. Một vài nhân vật lớp người già quả thật hoài nghi hắn đến từ vực ngoại, không phải tu sĩ của cổ tinh này. Mặc dù Diệp Phàm thu được một số tin tức hữu dụng, nhưng Hỏa Nha Đại Thánh rất hạ thấp, khó có thể dò được bí mật của hắn. Từ xưa đến nay, không chỉ một vị cường giả thu được tiên duyên trên khối tiên thai cổ kia, nhưng theo suy đoán, đều không có ai thu hoạch lớn bằng Hỏa Nha Đại Thánh. Hiện giờ nơi đó trở thành động phủ của hắn, không người nào có thể đi vào. Diệp Phàm cho rằng, cổ tinh này nhất định có liên quan với thiên đình cổ, có lẽ đúng thật là nơi huấn luyện, nuôi quân của thiên đình, dùng cái tên thiên binh tinh để công bố hết thảy. Thủ đoạn của Kim Ô bộ tộc thật cường đại, nhưng lại truy tìm tới nơi đây, thăm dò được hết thảy muôn đời trước, quyết chí lấy di tàn của thiên đình cổ sao? Ngươi là nói, tiên cung bên ngoài cấm địa thái cổ là di tích cung khuyết của thiên đình cổ, có thể thông qua nơi đó buông xuống ở rất nhiều mật địa của thiên đình ư. Vương Tử Văn lộ ra dị sắc. Diệp Phàm gật đầu, nói, không sai. Theo ta đoán Chu Nghị, Trương Tử Lăng, thậm chí Lâm Giai lần thứ hai đi vào tiên cung phân biệt đều đi tới mật địa bất đồng của thiên đình cổ phân tán trong tinh vực. Kim Ô tộc thật có giả tâm quá lớn,
muốn kế thừa hết thảy của thiên đình cổ, muốn đứng trên thiên hạ, muốn xuất hiện một đại đế thống trị khắp vũ trụ sao? Vương Tử Văn vô cùng kinh ngạc. Đúng lúc này, có người bẩm báo, Lâm Hàn trạng huống thật tốt, vượt qua hiểm quan, thực rất có thể một ngày gần đây sẽ tấn công cảnh giới đại thánh, hy vọng thành công rất lớn. Điều này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, mọi người đều vô cùng phấn chấn. Cả Cổ Tinh là cái đầu của một vị chí tôn biến thành, điều này thực giống như chuyện thần thoại, quá mức khó tin. Ôi! Đáng tiếc bị Kim Ô chiếm cứ, thật muốn lấy cái trứng chim kia chiến ăn cơm. Đúng! Tiên dịch kia tuyệt đối là nghịch đoạt tạo hóa, kết quả trở thành chất ấm ấp trứng chim. Đám Long Mã, Cửu Vĩ Ngạc Long, Thánh Giả Hắc Hùng đều phi thường tiếc nuối, một đại thánh tọa trấn, ai cũng đừng hy vọng xông vào, tạo hóa vô duyên cùng bọn chúng. Diệp Phàm hỏi, Cổ Tinh này còn có địa phương nào khác đặc biệt không? Vương Tử Văn còn thật sự ngẫm nghĩ, rồi nói, có một tấm thần bia, là muôn đời trước lưu lại, dùng thần văn cổ khắc hại chữ thiên binh, trải qua nhiều lần chinh chiến, qua nhiều tay, từng rơi vào tay rất nhiều thế lực lớn, nhưng cũng không có ai thu hoạch được gì. Nó là vật cổ nhất trên Cổ Tinh này. Thật không may, tấm thần bia này hiện nay ở trong tay Cổ Gia, là một thế lực vương triều lớn, tộc đó cũng giống như trước kia không có thu hoạch được gì, chỉ trở thành vật trang trí trước cổng. Vương Tử Văn phỏng đoán, nếu thực có liên quan với thiên đình cổ, cũng chỉ có tấm bia này, là cổ khí duy nhất từ muôn đời trước lưu lại. Tuy rằng thiên đình bị hủy diệt, nhưng từ khi bước trên tinh lộ, cũng không ngừng có thể thấy được di tích của nó, có lẽ để chậm rãi đào móc ra toàn bộ. Diệp Phàm tự nói. Hắn vung tay lên, 12 thánh giả tất cả đều phấn chấn, chuẩn bị tiến công Cổ Gia, đoạt tấm thần bia nhìn thử xem, có lẽ có thứ gì đó kinh người cũng không chừng. Vương gia cùng Lâm tộc cũng có ý ra tay, bọn họ đã ẩn nhẫn rất nhiều ngày, ngày nay Lâm Hàn khôi phục, không cần lo lắng đề phòng nữa. Nhiều ngày nay, Cổ Gia gây sóng gió, xúi dục, liên hợp các thế lực lớn chuẩn bị bao vây tiểu trừ bọn họ, ngày nay lập tức sẽ phát động, ngoại giới không khí khẩn trương tới cực hạn. Lâm tộc xong rồi, chắc chắn bị huyết tẩy, một ngọn cỏ đều không còn chừa lại. Hắc hắc, không cần tới mấy ngày, hùng chủ các nơi ra tay, những ma đầu đến từ vực ngoại kia cùng Lâm tộc đều sắp bị hủy diệt nát tan thành bụi, xóa tên vĩnh viễn trên mặt đất này. Ngoại giới rầm rĩ đủ các loại cách nói. Một số người trong bóng tối đánh trống reo hò, xúi dục một trận đại chiến tới gần, bầu không khí dường như bất cứ lúc nào sẽ làm cho Lâm tộc diệt vong. Thế nhưng, ngay một ngày này, một đám hung thú cùng dị tộc vọt tới, giống như thần thú cùng tà thần đến trái đất, chiến khí bàn bạc lao xuống hướng Cổ Gia. Ai cũng không nghĩ tới, ma đầu vực ngoại lần đầu tiên phát động, lập tức đánh về phía Cổ Gia, đánh thẳng vào chỗ hiểm yếu, sát khí cuốn thẳng lên chín tầng trời. Ông! Thân thể Diệp Phàm rung động kịch liệt, lộ ra thần sắc khó tin, bởi vì hắn cảm giác cái đỉnh đồng xanh trong cơ thể chấn động, phát ra từng đợt hào quang xanh, làm cho thân thể hắn đều phát sáng. Đó là có liên quan với tấm thần bia loang lỗ trước cửa Cổ Gia kia. Diệp Phàm chấn động tâm thần. Đồng đỉnh bị tàn phá trong cơ thể Diệp Phàm chiếu sáng suốt thân thể. Đây là một cảnh tượng ít có. Cổ đỉnh tự chủ sống lại rồi. Đoạt tấm bia đá kia. Trong lòng hắn đại chấn, biết nhất định là có liên quan rất lớn tới tấm bia khắc hai chữ thiên binh, rất có thể là cổ khí do thiên đình lưu lại. Giết! Tiếng hô giết rung trời. 12 thánh giả giống như một dòng thác sắt thép quét tới, đại sát tứ phương. Đây là một đám ma đầu bẻ gãy nghiền nát tất cả. Địch tập kích, ngăn bọn chúng lại. Ở trước sơn môn của Cổ Gia, từng thân ảnh bay lên, ngăn cản những người xâm lấn. Các loại pháp bảo bay múa. Đây là một gia tộc cường đại, có nội tình cực kỳ thâm hậu và đáng sợ. Là một cự tộc chống lại được khảo nghiệm của năm tháng, kế thừa rất lâu dài. Nhưng những người trước sơn môn căn bản không thấm vào đâu, từng bóng người bay lên trời giống như hoa màu bị thu hoạch, ngã xuống thành phiến, bị huyết vụ bao phủ, mùi máu tanh ập vào mũi. Gần như trong nháy mắt đã sụp đổ hết. Hoàng Kim Sư Tử lao tới, há mồm hút một cái, khí nuốt thiên địa, ngoạm cả trăm người vào miệng, hóa thành thức ăn của nó. Người nào dám xâm phạm trọng địa của Cổ Gia? Theo một tiếng hét lớn, thánh nhân bị kinh động, mở phòng ngự đại trận ra. Khắp vùng núi đều hiện lên các loại hoa văn, ánh sáng ngập trời,
tạm thời chặn 12 thánh giả lại. Tộc này từng có quá khứ huy hoàng, một lần từng đứng đầu cả một cổ tinh, thống trị vô số quốc gia, ngày nay dù đã hơi suy tàn, mười mấy đời chưa từng có đại thánh. Tuy nhiên pháp trận tiền nhân bày ra vẫn không thể khinh thường được, chỉ sơn môn này cùng chính là trận của vương của thánh nhân, khí hỗn độn bao phủ, kiếm khí vạn đạo, phong tỏa con đường phía trước. Đám người Diệp Phàm dừng lại, không mạnh mẽ tấn công, mục tiêu chủ yếu là tấm bia đá, không phải thật sự muốn xông vào. Từng ngọn núi lớn đứng thẳng, sương trắng lưu chuyển, khiến phía trước trông như động phủ của tiên gia, thác nước như dải tơ buông xuống, tráng lệ siêu trần. Núi non xinh đẹp, linh khí ngập trời, mùi hương thuốc ập tới. Mỗi một ngọn núi đều có một số kiến trúc cổ. Mà sâu nhất trong cổ gia lại có một tòa thành trì lơ lửng, nguy nga mênh mông, lượng lờ mây mù. Cổ gia chiếm đất đai rất rộng, cả một khu vực lớn có kỳ hoa dị thảo nở rộ, các loại dị thú hiếm thấy thường lui tới, đúng là một đạo thổ tốt hiếm thấy. Mảng lớn trận văn hiện ra, pháp trận đan xen, bảo vệ núi non và kiến trúc, khiến người ta khó có thể bước vào nửa bước. Trước sơn môn có một tấm thần bia lớn, dấu vết cổ loan lỗ, năm tháng lâu dài. Đó là một kiện cổ khí phi thường đặc biệt. Ngày xưa có rất nhiều thế lực lớn đã giao chiến vì nó, nhưng thời gian lại xóa đi sự chờ mong của mọi người đối với nó. Không ai có thể khám phá ra thứ gì của nó. Ngày nay nó chỉ có thể được xem là một thứ đồ cổ. Cổ bi cao tới trăm trượng, rất dày và nặng, đáng tiếc là chung quy chỉ có thể dùng để trang điểm cho sân cổng, không có tác dụng khác. Diệp Phàm chính là tới vì nó, tự mình ra tay, thánh uy toàn thân cuồn cuộn, hướng thẳng về phía cổ bi này, chìm sâu vào trong pháp trận của vương của thánh nhân, vương bàn tay to ra trực tiếp xô bia. Ngươi dám! Nhiều người trong sơn môn kêu to. Tấm bia này tuy vô dụng nhưng lại liên quan tới mặt mũi cổ gia, nếu bị người khác lôi đi khi chẳng khác nào nói bọn họ vô dụng. Một vị cổ thánh tự mình ra tay đột kích. Gần trăm thanh phi kiếm xuất hiện, mỗi thanh đều như sao băng, lấp lánh chói mắt, kiếm khí vạn đạo, tung hoành khắp vũ trụ, hơn nữa trong đó còn có các loại pháp trận công kích. Cả vùng không gian sáng lạng giống như tinh tú đầy trời rơi xuống. Diệp Phàm rống to một tiếng, không hề giữ lại gì, âm huyết thần hoàng sau lưng và nguyền rủa hoàng kim giao hòa, hóa thành một vầng sáng nở rộ, toàn thần như tiên vương bước ra khỏi thần môn, bể nghệ thiên hạ, ngạo thị đương thời. Tiếng rống to khiến sơn môn cổ gia lập tức tan nát, những pháp trận xung quanh đều ảm đạm, rung động răng rắc, không ngừng sụp đổ. Mà mấy trăm thanh phi kiếm phía trước bị thần quang của Diệp Phàm tràn ra ngăn cản, giống như rơi vào vũng bùn, bị cố định toàn bộ. Ngay trong nháy mắt, chúng liền nứt ra từng khúc một, ầm ầm nổ tung, hóa thành bột mịn. Mảnh vụn kim loại tuôn rơi xuống đất, thánh khí hóa thành bụi bặm. Đây là uy thế của Diệp Phàm, khiến vị cổ thánh này sợ hãi quá mức. Chiến lực này đã đạt tới mức nào chứ? Hắn bị chấn cho huyết khí cuồn cuộn, thất khiếu đổ máu, thân thể lay động kịch liệt. Lui! Hiện tại hắn có ý nghĩ như vậy, vốn không lao tới nữa mà công kích từ xa, hiện giờ lại bay đi. Lực công kích của Diệp Phàm quá mạnh mẽ, vận chuyển bí thuật tối cao của Phật giáo, chấn động thiên âm, sóng âm lao ra từ miệng, hóa thành đạo ba không gì không phá nổi. Phục! Huyết quang hiện ra. Vị cổ thánh cường đại này bị đánh nát thân thể, ở xa xa cũng không tránh thoát khỏi một kiếp, chỉ có một đạo nguyên thần vô cùng ảm đạm thét lên chói tai rồi chạy trốn. Trong sơn môn, sắc mặt rất nhiều đệ tử trắng như tuyết. Đây là một vị lão tổ thần nữ lô, không ngờ suýt nữa bị người ta rống chết tươi. Thế là khái niệm gì chứ? Quá hoang đường, quả thực là như thần thoại vậy. Phía sau, Hoàng Kim Sư Tử, Hắc Hùng Thánh Nhân, Thiên Hạc đều gầm thét. Lưng bọn họ bốc lên từng trận hàn khí, cảm thấy có một khoảng cách không thể vượt qua với Diệp Phàm. Diệp Phàm cùng không truy kích mà giơ tay nhấc tấm bia đá lên. Tấm bia ù ù rộng động, khiến rất nhiều ngọn núi chấn động theo. Thần bia cao trăm trượng rời khỏi mặt đất. Tiếng cảnh báo trong cổ gia mãnh liệt, các loại pháp bảo bay múa, đánh ra phía ngoài. Đủ loại thánh khí, thậm chí có cả pháp trận của đại thánh mở ra, chiếu thần quang ra bên ngoài. Diệp Phàm không hề hoang mang, dẫn theo tấm bia lớn ra khỏi sơn môn, nhìn thoáng về phía sau một cái rồi đi xa. Đánh hạ cổ gia đi, giết sạch sẽ. Cái gia tộc âm u này không có kẻ nào là thứ tốt. Một đám hung thú gào gốc kêu to,
muốn cướp sạch cả cự tộc này. Quên đi, có pháp trận của đại thánh, các ngươi không vào được, chỉ tăng thương vong mà thôi. Diệp Phàm lắc đầu. Hắn đã đạt được mục đích. Đỉnh đồng xanh đang phát sáng, hắn muốn lập tức nghiên cứu cho thấu triệt. Đoàn người bình tĩnh rút lui, khiến Cổ Gia đầu tiên là khẩn trương, sau đó lại hận tới nghiến răng nghiến lợi. Đám người này quá kiêu ngạo rồi. Vương của thánh nhân của Cổ Gia xuất quan, chỉ kém một bước là trở thành đại thánh, đối đấu với Lâm Hàn năm xưa, công tham tạo hóa, đáng tiếc là đã chậm một bước rồi. Tới nơi không người rồi, Diệp Phàm lầm tấm bia đá quan sát cẩn thận. Lúc này lục đỉnh trong cơ thể đã ngừng chấn động, bình tĩnh xuống, không phát sáng nữa. Nhưng tấm bia đá lại rung chuyển, từ cao trăm trượng không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng dài không bằng một bàn tay, nằm trên tay hắn, cực kỳ giống một khối thạch lệnh. Trên mặt nó có khắc hai chữ thiên binh, giống như rồng xà múa lượn, giống như thần ma rít gào. Đây là thái cổ thần văn, là văn tự phi thường cổ xưa nhưng Diệp Phàm đã tinh thông. Bởi vì sau khi đi sâu vào tinh không hắn đã phát hiện ra đây là cổ tự mà các tộc thông dụng, càng là chủng tộc cổ xưa và cường đại lại càng nắm giữ và tinh thông văn tự này. Tấm bia đá này sao lại thu nhỏ lại vậy? Đám long mã đều xông tới, nhìn nó không ngừng. Ai cũng không phát hiện ra điều gì, chỉ biết là nó cứng rắn vô cùng. Long mã và hoàng kim sư tử tiến lên cắn thử nhưng cũng chẳng làm hư hao nổi nó. Khó trách nó lại có thể đứng muôn đời không sụp đổ, năm tháng cùng không thể xóa nhòa. Chỉ đơn giản nói về tính chất thì nó còn chắc chắn hơn cả các loại thánh khí rồi. Đây là một đồ cổ, không thể phán đoán cấp bậc, chỉ có thể nói là bí khí, có lẽ có uy lực đặc biệt nhưng đáng tiếc là từ xưa tới nay không ai dùng nổi. Diệp Phàm lấy đỉnh đồng xanh ra, tấm bia không to bằng bàn tay liền rung chuyển không ngừng, rõ ràng là bất phàm, không phải vật chết. Thứ này rốt cuộc là gì? Chắc phải rất có lai lịch mới đúng, so với tổ khí của thánh linh tộc tại quan ải thứ 10 của nhân tộc thì sao? Cửu vĩ ngạc long nói nhỏ. Vút. Diệp Phàm ném tấm bia vào trong đỉnh đồng xanh. Đột nhiên nó tỏa sáng mãnh liệt, không ngừng nổ vang, phát ra khí sát phạt chấn nhiếp vòng trời. Cổ bi phát ra khí tức kinh thiên động địa, giống như thiên quân vạn mà chen chúc lao xuống, chấn động khiến màng nhĩ người ta đau đớn, cơ gân nhũn ra, không kìm nổi sợ hãi. Sát khí cuồn cuộn như sóng thần bao phủ cả khu vực không người này. Diệp Phàm dường như thấy xung quanh dày đặc người, mỗi người đều là thần ma trận chiến bất tử. Trống. Một tiếng gầm truyền ra, vô cùng chân thật, khiến tim long mã, thiên hạc, hoàng kim sư tử, hắc hùng đều đập nhanh, thân thể rung lên, như đi tới thời đại thần thoại đáng sợ nhất vậy, xuất hiện trong một trận đại chiến sinh tử vậy. Đây là một đám chiến sĩ như thần ma, chiến ý bốc cao, trống tan trời đất, đánh sập cả 9 tầng trời. Đây là 10 vạn thiên binh. Bọn họ giống như anh linh bất diệt, xuyên thấu qua tấm bia đá truyền ra ý chí, đánh nát tất cả địch nhân, trong nháy mắt kinh động mấy chục vạn dặm. Tất cả sinh linh đều sợ tới mức run lẩy bẩy, ngay cả thánh nhân cũng đều kinh hãi. Đây là thứ gì? 12 thánh bị kinh sợ rút lui, khí lạnh tràn ngập thân thể, giống như đối mặt với rất nhiều thần ma thời trước thái cổ vậy. Cổ đỉnh không biến hóa gì, chỉ có tấm bia đá là rung chuyển, phía trên hiện ra dày đặc chữ nhỏ, giống như nòng nọc bơi lội, huyền ảo mà phức tạp. Diệp Phàm cẩn thận quan sát, đọc văn tự thời trước thái cổ, rất nhanh lông mày giàn ra. Đây đúng là một kiện chí bảo. Đây là một khối thần lệnh của thiên đình cổ, có thể điều động một đội nhân mã, 10 vạn thiên binh, đồng thời là một kiện pháp khí đáng sợ, 10 vạn thiên binh cùng thúc dục có thể trấn áp cả một vực. Cuối cùng thạch lệnh ngừng rung chuyển, bình tĩnh trở lại, trở về phong cách cổ xưa mà tự nhiên. Diệp Phàm lấy nó ra khỏi đỉnh đồng xanh, lẩm bẩm, quả nhiên là giống như lục đỉnh, đều thuộc thiên đình cổ, khó trách là gặp nhau lại sinh ra phản ứng kỳ lạ. Trong lòng hắn dậy sóng bốn bề. Đây là một kiện bí khí cực kỳ cường đại, có thể trấn thủ một phương tinh vực, xứng với tên là một khối chiến bi cổ xưa. Hắn lật lên, thấy thạch lệnh có ghi hai chữ, 10 vạn. Chỉ thế này lại có 10 vạn thiên binh. Nắm nó trong tay có thể nắm một bộ phận nhân mã của thiên đình, có thể quét ngang một vực, trấn áp một phương, tuyệt đối là cường đại. Diệp Phàm nhắm mắt, tiêu hóa tin tức vừa rồi. Khuyết điểm duy nhất của nó là pháp bảo mà một người không thể dùng, đúng là một châu báu hiếm có,
cần 10 vạn thiên đình thúc dục. Pháp lực, đạo hạnh, cảnh giới đều không phải điều kiện đầu tiên để khống chế nó. Chân chính cần chính là chiến ý, là dùng khí chưa từng có từ trước tới nay, ý chí bất khuất, cùng với vạn người đồng lòng. Đây là thần lệnh của thiên đình, có ý nghĩa không tầm thường. Những điều kiện này khống chế cái gì, kỳ thực là một loại thúc dục. Tâm trí 10 vạn thiên binh hợp nhất có thể trở thành một đoàn quân vô địch. Đây là một báu vật, chẳng lẽ thật sự cần 10 vạn nhân tài mới thúc dục được? Long mã, cửu vĩ ngạc long đều chảy nước miếng. Vừa rồi bọn họ cảm nhận được 10 vạn anh linh hóa thành thần ma rít gào, tỏa khí thế khủng bố, biết nó là một tổ khí khó có thể tưởng tượng được. Trong tấm bia đá này có vài loại chiến trận, quy lực tuyệt đối mạnh mẽ nhưng cần ít nhất 10 người mới thi triển được, đại biểu 10 vạn thiên binh. Các ngươi nếu đồng lòng hợp sức thì có lẽ có thể thúc dục được chiến bi, chẳng qua không biết phát huy được mấy phần uy lực mà thôi. Diệp Phàm nói. 12 thánh giả lúc này đều kêu lớn, thần sắc kích động. Tấm bia này là pháp khí của thiên đình cổ lưu lại, có lẽ là do để tôn tế luyện qua. Đã qua muôn đời, chúng lại có thể nắm trong tay. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.